Rồi, hello mấy chị yêu. Như hứa hôm qua nha, thì hôm nay mấy chị lên á, xong rồi em sẽ tư vấn cho mấy chị về mỹ phẩm ha, với lại là thực phẩm chức năng hàng Mỹ á, nó còn cái gì á, thì coi như em sale mấy chị luôn, coi như là trong cái dịp Tết này nè, chị nào mà muốn tặng quà cho ba mẹ, ông bà hay là cô dì chú bác gì đó thì mấy chị lên luôn. Nói chung là hôm nay cố tình là để cái mặt không trang điểm nè, thì em sẽ tư vấn cho mấy chị cái cách mà mấy chị dùng mỹ phẩm luôn nha, mấy chị dùng mỹ phẩm luôn. Mấy chị lên với em đi ha. Rồi, chị nào lên á, thì nhớ comment cho em nha, để em biết là mấy chị đã thấy like hoặc là comment chia sẻ like nha mấy chị. Để mấy chị có đặt hàng cái gì hoặc là có những cái món mà nó có một hai còn ít á, thì mấy chị chia sẻ like cho em để mấy chị đặt hàng cho được nhanh nha. Có chị nào đang xem like đó không nè, thì lên em sẽ tư vấn nha. Hiện tại cái mặt em không có bôi cái gì hết trơn nè, mới rửa mặt sạch thôi, mới rửa mặt sạch với mới tẩy tế bào chết thôi nha. Đó, còn cái môi này cũng không có bôi cái gì hết luôn, môi bình thường nè. Mấy chị dùng cái lọ dưỡng môi á, của dưỡng môi mình còn không Ngọc? Dưỡng môi Lấy cái của chị đi. Rồi cái lọ dưỡng môi nè. Đây nè, cái lọ này á, là tối á, mấy chị coi như là trước khi đi ngủ á, mấy chị chỉ việc là bôi lên môi thôi. Đầm hôm nay em không có like nha. Khi nào like thì em sẽ báo. Hôm nay em chỉ tư vấn, đáng lý là chủ nhật em không có like cái gì hết. Mà ngày hôm qua là coi như là hứa với mấy chị là hôm nay lên tư vấn cho mấy chị cách dùng mỹ phẩm á. Đây cái lọ dưỡng môi nè, tối mấy chị tẩy trang rồi sạch sẽ xong rồi là mình bôi lên môi xong rồi mình đi ngủ. Con là con bước lên trên đó cho mẹ đi. Cứ đi lên đi xuống ồn ào quá nha, con đi đâu? Rồi dép con đâu, con không mang, mà con mang dép chị hai rồi nó rộng chân rồi nó té làm sao? Trước khi đi ngủ á, mình bôi cái này nè mấy chị, thì cái môi của mình nó giảm thâm rất là nhiều nha, nó giảm thâm rất là nhiều luôn. Cái hàng này là hàng của La Nét nè, 100.000 một hũ này nè, 100.000 một hũ nha, mà hiện tại không biết là ở shop nó còn còn mấy hũ, không còn nhiều nha mấy chị. Rồi bây giờ em chỉ cho mấy chị cái cách mà mình hôm qua mấy chị đặt cái lọ BB này nè. Em chỉ cho mấy chị cái cách mà mình dùng nha. Trước tiên cái lọ serum, cái serum lúc nào ở dưới cái lớp trang điểm bắt buộc mình cũng phải xài serum hoặc là kem dưỡng. Nhưng mà em khuyên mấy chị nên xài serum để làm chi? Tại vì cái lớp kem dưỡng á, nó mình bôi lên nó ở ở cái bề mặt của mình đó. Nếu như da chị nào mà da dầu mà mình dùng cái kem rồi xong mình trang điểm lên thì da nó sẽ rất hay bị đổ dầu. Thì nếu như da chị nào dầu á, thì tốt nhất là mình nên dùng serum nha. Cái này là em dùng cái chai lớn nhưng mà em chiết ra cái chai nhỏ như thế này để em dùng cho nó tiện nè. Em hay chiết ra cái chai nhỏ này em dùng cho nó tiện. Thì mấy chị cứ việc là mình nhỏ mấy giọt lên trên đều trên mặt mình. Đó. Cái này em chiết ra nó cũng gần hết rồi. Cái chai lớn sao em chiết ra cái chai nhỏ đó. Thì mấy chị cứ xong rồi bắt đầu mình tán đều ha. Mình bôi đều ra khắp mặt nè. Nói chung là mấy chị cứ hỏi em là có kem vùng mắt không á, thì em nghĩ là không cần. Tại vì là kem vùng mắt bản thân em cũng hay mua nhưng mà không có dùng tới. Tại vì mình dùng hai ba bước nó nhiều quá mình lười. Mấy chị cứ dùng cái kem dưỡng mình bôi vô vùng mắt là được rồi ha. Mình bôi vùng mắt được rồi. Tán kem thì mình phải tán đều ra và tán từ dưới lên trên chứ mình đừng có xuống vậy ha. Đó, có nhiều chị đánh kem mà cứ chà cái mặt vậy là coi như cái mặt nó hay bị chảy xệ nha mấy chị. Mình bôi serum cho nó đều lên ha. Bôi đều lên.
Nói chung môi mà thâm rồi thì chị bôi từ từ. Ngày trước môi em nó cũng thâm đen luôn á, nó thâm đen luôn mà bây giờ nó giảm hẳn rất là nhiều luôn nha. Tại vì là hồi trước môi nó rất là thâm, do xài mấy cái son mà son lâu trôi đó. Mấy chị dùng son lâu trôi đó, thì nó hay bị thâm môi lắm. Cái này là phải dùng qua lọ thứ ba là bắt đầu cái môi nó mới ổn định đó. Môi nó bắt đầu nó mới cái lọ đây là lọ thứ ba rồi. Đây, cái này chắc còn được một nửa nữa nè. Cái này là mấy chị là dùng tối trước khi đi ngủ thôi, chứ còn mà đừng có thoa cái làm cái lớp dưỡng ở phía dưới thì khi mình đánh cái son kia lên nó không có ăn son nha, nó không có ăn son đó. Thì cái serum bắt đầu mình tán đều cái serum lên mặt. Khi mà mình bôi cái serum lên là cái da mình nó căng lắm mấy chị, cái da nó rất là căng nha, cái da nó rất là căng đó. Cái da em nói chung là hiện tại cái da em nó không có đẹp so với là nhiều người khác, bởi vì bản thân cái da em nó bị tổn thương rất là nhiều, nó bị mụn và bị thâm do mụn á, tổn thương rất là nhiều luôn. Mụn em mọc một cái là nó bự như thế này nè đó. Da, bản thân da nó tổn thương rất là nhiều, nhưng mà để mà chăm sóc được tới như bây giờ thì em nói thành công, rất là thành công luôn rồi đó. Rồi xong rồi cái lọ BB ngày hôm qua nè, hôm qua giờ mà coi như mấy chị đặt hàng bây giờ hiện tại ở shop là hết, phải một tuần nữa mới về nha. Chị nào mà đặt nữa thì báo với em nha, chứ để về không đủ số lượng là không có còn về hàng nữa đâu. Cái này nó có cái mũi tên này nè, cái hộp của nó có cái mã chắc mã vạch nha. Mã vạch mà mã số thì mấy chị chắc nó sẽ không chính xác, tại vì cái mã vạch số này người ta làm giả được, chứ còn cái mã vạch này nè thì người ta chưa có làm giả được. Nên khi mấy chị chắc cái mã vạch đó, mấy chị chắc cái mã này thì ok, mình tải cái phần mềm key QR code về ha, xong rồi bắt đầu mình đưa vô mình quét cái mã vạch này nha. Chứ còn cái mã vạch số thì nó đã làm giả được rồi. Rồi trên cái tiếp này nè, mấy chị thấy cái mũi tên không? Mình xoay theo cái chiều mũi tên để ý cái kem này nó trồi lên nha, chứ để là nó lên nhiều quá thì coi như là nó dư ha. Đây, mấy chị thấy kem nó trồi lên chưa? Bắt đầu mình chấm đều hết mặt nè. Đó, đáng lý là hồi nãy trang điểm trước khi lên lên live, nhưng mà bây giờ em lên rồi em trang điểm cho mấy chị để chỉ cho mấy chị cách dùng luôn nè. Này nó dễ lắm luôn á. Đó, mắt em là bị thâm quầng nè, do thức khuya quá nè. Rồi dễ lắm luôn mấy chị. Cái cọ này, cái mút này nó rất là mềm nha. Nó rất là mềm, mềm cực kỳ luôn. Một cái mút mà mấy chị đi mua mà hàng xịn á, nằm giá cũng phải 250.000 một cái miếng mút tán, mà đúng là hàng xịn luôn nha. Chứ không phải ba cái mút mà tầm bậy tầm bạ mình mua mà có mấy chục ngàn đâu. Mấy chục ngàn thì cái loại đó là nó không có êm, đánh nó không có êm, nó gây tổn thương da mặt nha. Đó là cái vùng trán mình chưa có thì mình vặn lên một tí nữa ha. Nhớ là để ý cái kem nó lên nha, chứ để nó lên nhiều quá thì nó lại dư nha mấy chị. Rồi, sướng lắm luôn á. Cái BB này là giá 600 ngàn ha, giá 600 ngàn. Cái mút này mịn lắm, em nói thiệt mấy chị dùng cái này rồi là mấy chị phải bỏ. Mấy chị sẽ thích và mấy chị sẽ bỏ, không dùng hết những cái loại khác cho mà xem. Chị nào mà muốn lớp mỏng thì mình tán một lớp thôi. Mà nếu như da mình mà bị khuyết điểm nhiều thì mình tiếp tục mình lại vặn lên nữa, mình làm thêm một lớp nữa. Nếu như da mà khuyết điểm nhiều, thâm mụn nhiều đó, thì coi như mình làm thêm một lớp nữa. Còn nếu như chị nào mà muốn nó chỉ che nhẹ thôi thì coi như mình chỉ còn đánh một lớp là ok rồi. Mấy chị thấy đánh lên là cái da mình nó căng bóng luôn không? Nhưng mà phải nhớ có cái lớp dưỡng serum ở dưới nha. Nhẹ mịn cực kỳ luôn ha. Rồi, nhanh gọn. Chị nào mà không biết trang điểm thì cái này là coi như lợi thế của mấy chị luôn á. Rồi xong. Đậy nắp lại.
phủ một cái lớp phấn lên. Cái này là cái phấn của hãng Iskin nha mấy chị, phấn của hãng Iskin. Còn cái lọ serum này, cái lọ serum này ý Ngọc dán cho em rồi sao gỡ ra nè. Ê từ từ dán, dán cho ra sớm nha Ngọc. Cái lọ serum nè. Đó, cái này là 35ml nha, 35ml serum vàng 24K nha mấy chị. Cái này là em đã trực tiếp đi xem người ta làm, người ta để một cái miếng vàng mà giác mỏng vậy đó. Xong rồi làm cái này là người ta cắt vụn ra như thế này nè. Đó. Rồi bắt đầu mình phủ một lớp phấn phủ nữa. Phấn này là của Iskin nha. Mấy chị ơi, đừng mua mua mỹ phẩm đừng bao giờ mà hỏi cái câu là xài được bao lâu. Tại vì xài bao lâu là còn tùy thuộc vào mấy chị, một ngày mình trang điểm bao nhiêu lần, rồi mình có hay dùng hay không, rồi cái da của mình á, cái da của mình là khuyết điểm nhiều hay không. Ví dụ như cái da mà khuyết điểm nhiều thì mình phải dùng hai lần. Ví dụ như mình dặm một lần rồi, xong rồi mình phải dặm thêm một lần nữa để cho nó che khuyết điểm nhiều. Đó, còn mua kem thì đừng có hỏi là dùng bao lâu, tại vì tùy thuộc vào từng loại da, tùy thuộc từng da nha. Ví dụ như mình trang điểm nhiều thì nó sẽ nhanh hết, mình ít trang điểm thì nó sẽ lâu hết. Đó. Cái serum cũng vậy, ví dụ như da của mấy chị lúc đầu á, mình dùng á, nó khô. Da mà chị nào mà hồi giờ chưa dưỡng da thì cái bản thân cái da nó sẽ khô. Thì da nó khô á, thì bắt buộc nó hút cái serum nó sẽ nhiều. Thì lúc đầu mình xài nó sẽ hơi tốn. Nhưng mà khi mà cái da nó đủ cái độ ẩm của nó rồi, nó hút kem sẽ ít. Thì lúc đó mình xài nó sẽ ít hao. Ví dụ như bình thường mình nhỏ, nhỏ 5 giọt đi. Nhưng mà cái da bình thường nhỏ 5 giọt, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Là mình đủ tán hết cái mặt rồi. Nhưng mà ví dụ như da chị nào mà hồi giờ chưa có dưỡng á, thì là nó sẽ cái độ ẩm nó không có, thì nó hút cái dưỡng chất nhiều, nên thì là nó sẽ tốn tốn hơn. Ví dụ như bình thường nhỏ 5 giọt đi, thì cái da mà hút nhiều thì có thể là mình phải nhỏ 7 8 giọt chẳng hạn. Thì cái đó là còn tùy nha. Rồi. Đó, phủ một lớp phấn phủ lên nữa. Rồi xong, nhanh gọn đúng không mấy chị? Cho một chút má hồng nữa. Đơn giản. Cái BB này xài thích lắm luôn á. Chị nào mà xài cái BB này là ghiền luôn á ha. Một chút son môi nữa là ok rồi. Rồi, quét mascara nữa là xong. Đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Còn mà muốn mà tạo khối cho mũi nó cao nữa thì mình lấy cái highlight mình vuốt cái mũi này nữa là xong. Rất là đơn giản mà cái da nè, nó mịn mà nó căng bóng luôn á. Cái BB á nó hay lắm mấy chị, nó căng da luôn á đó. Đó rồi ha, thì chị nào mà đặt thêm cái BB nữa, cái BB là giá của nó là giá của nó là 600.000 nha mấy chị, 600.000 một lọ BB này nè, hàng của Hàn Quốc nha, hàng của Hàn Quốc. Thì mấy chị cứ về cứ test mã vạch thoải mái ha, tại vì nó có cái mã QR code này nè. Đó, mấy chị cứ test thoải mái, chị nào mà đặt thêm thì nhớ báo cho em nha. Chứ cái lượng hàng vừa mới về hôm qua là đã hết sạch rồi. Nếu như bây giờ chị nào đặt thì phải đợi khoảng cỡ một tuần nữa mới có hàng nha. Phải đợi khoảng một tuần nữa mới có hàng. Rồi, còn cái xinh đeo tóc này nè. Thì cái này là dành cho mấy chị là da mấy chị nào mà da dầu á. Da dầu thì mình dùng cái xinh đeo tóc này nha. Cái này là nó ghi nè, Repair Cover Skin nè. Đó, Glutathione One Week và cái gì peptide, đây là cái gì đây, là truyền trắng á. Cái kem này á, thì chị nào mà da dầu da giống như em á, thì cái da dầu thì mình xài rất là ok luôn. Cái này xài cũng gần hết luôn rồi. Phù hợp cho da dầu nha, da dầu mình dùng cái này ok lắm luôn. Thứ nhất là nó vừa nâng tông da, thứ hai nó kìm dầu mà nó dưỡng trắng da nữa. Nó dưỡng trắng da nữa. Đó, chị nào mà coi như da dầu. Cái này là nó có chống lão hóa da nữa nha. Chống lão hóa da nữa.
cái BB. Lát nữa kết thúc live á, chị xem lại cái khúc đầu em có chỉ mấy chị trang điểm rồi luôn á. Cái BB là dạng như cái kem nền nó, ví dụ như cái da mình nó không có được mịn, nó tối màu đi, hoặc là nó có lấm tấm vài cái, nó có lấm tấm vài cái nốt tàn nhang, hoặc là giống như cái kem nền á, cái giống như cái kem nền á, thì chị dùng cái đó thì nó sẽ trang điểm đó chị Sương Nguyễn ơi. Bây giờ giải thích BB, nó là dạng kem nền, nó là dạng kem nền nhưng mà nó có cái mút này nè. Mình xài sướng lắm, cái mút này nếu như mấy chị mua đúng cái mút hàng xịn hàng chuẩn của nó là tới 250 ngàn đó, cái mút hàng xịn nha. Chứ còn mà cái mút mà hàng thường bán ở ngoài chợ mà mình về mình đánh á, cái da mình nó rát mà kem nó đi nó không có mịn. Còn cái này mấy chị về xài sướng cực kỳ luôn. Đây nè, cái loại này nè, nó là kem nền, nó là kem nền. À, chị nào mà bây giờ đặt hàng trên line này thì hàng phải 1 tuần nữa mới có nha. Chứ bây giờ là hàng hôm qua em về là đã sạch trơn hết rồi, không còn cái nào nữa luôn á. Để em ghi em lấy cái sổ em ghi lại để cho tới chừng chị nào đặt đó thì về chốt hàng thì có nha. Ngày hôm qua là đã hết sạch hết rồi, không có còn nữa. Rồi, dùng tích lắm, dùng nhanh nữa, mấy chị không có cần mặt gương hay đi đâu hết á. Cái đó chỉ cần mấy chị có cái màn hình camera điện thoại cũng được, tại vì tán cái bản thân nó, cái mút nó tán nó rất là mịn. Mà kem nó mỏng nữa. Da chị nào mà khuyết điểm nhiều thì mình lên mình làm thêm một lớp nữa là ok. Rồi mình chuốt cái chân mày làm một xíu, kẻ mascara nữa, chị nào thích mắt nước thì kẻ thêm một chút mắt nước nữa là rất là ok luôn. Rồi ok chị Hiếu Thủy nè. Em nói thật mấy chị, mà nếu như mấy chị xài cái này xong là mấy chị ghiền, mấy chị không có muốn xài mấy cái khác nữa đâu. Chị nào đặt hàng nhớ lấy giùm em nha, tại vì cuối năm rồi. Mai Huỳnh nè, một BB nè, ok chị Mai Huỳnh nha. Mà hàng 1 tuần nữa mới về nha mấy chị, khoảng 1 tuần nữa mới có hàng. Rồi xong rồi, bây giờ là bắt đầu em, mấy chị mà kem dưỡng da đó, mấy chị còn hỏi cái gì nữa không? Chị nào mà còn hỏi cái gì nữa thì em sẽ tư vấn luôn cho mấy chị nha. Em sẽ tư vấn luôn cho mấy chị cái sữa rửa mặt xăm nè. Sữa rửa mặt xăm nè, sữa rửa mặt thì hiện tại có hai loại nha. Sữa rửa mặt có hai loại, xăm và ô hui nha. Cái BB đó giá là 600 ngàn, 600 ngàn một một một, một tiếp như vậy nha. Đúng rồi, nó là kem nền, nó là BB á, nhưng mà nó mỏng cực kỳ luôn. Nó rất là mỏng, mỏng mà mịn nữa, mấy chị xài thích lắm. Cái nó có cái, nó hay một cái là nó có cái mút nữa, mình cầm mình đi đâu cũng tiện nữa nha. Rồi còn cái này là sữa rửa mặt nè, cái sữa rửa mặt xăm này á, thì giá là 170 ngàn một tiếp. Cái này là 100 ml nha, 100 ml. Đây cái đát nó là ngày 10 tháng 1 năm 2020 nè, ngày 10 tháng 1 năm 2020 nè. Cái BB là giá 600 ngàn nha, BB là giá 600 ngàn. Đó, cái này là sữa rửa mặt xăm nha mấy chị. Toàn bộ hàng bên em là hàng Hàn Quốc hết nha, không có hàng giả, hàng nhái, hàng đểu đâu, mấy chị yên tâm ha. Rồi còn cái này là sữa rửa mặt ô vui nha, em cũng đang xài ô vui luôn. Xài sữa rửa mặt ô vui này nó kìm dầu rất là tốt. Cái sữa rửa mặt xăm xài được cho mọi loại da, cái sữa rửa ô vui này dành rất là tốt cho da dầu, nó chuyên dành cho da thường và da dầu nha. Cái ô vui này nè, da khô thì coi như xài xong đi, chứ da khô xài cái ô vui thì da nó hơi khô. Da dầu thì xài cái ô vui rất là ok luôn. Cái ô vui này là giá 250 nha. Cái 250 này nè, em nói cho mấy chị nghe là cái hàng mà giống như là hàng 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 Sampo á, hàng mà nó đưa ra để nó giới thiệu sản phẩm đó. Chứ còn nếu như đúng hãng của nó tới 300 mấy lần. Đây là mấy chị nè, khi mấy chị nhận hàng là nó cái chữ là not for sale. Tại vì hàng này là hàng not for sale, là hàng không được bán á. Hàng này là hàng Sampo, hàng nó đưa ra cái để nó chào hàng á. Đó, mẫu thử á, giống như mẫu thử vậy đó. Nên cái giá 250 ngàn là giá rất là mềm luôn. Giá rất là mềm luôn. Cái chai serum á, thì serum hiện tại là cũng còn có hết thương hiệu không nhỉ? Cái serum này là giá là 450 ngàn nha. 450 ngàn. Cái serum này mấy chị từ 35 tuổi trở lên là nên xài, phải xài luôn.
cái serum khi mà mình trang điểm á, da nếu như da dầu ha thì mình bôi cái serum làm cái lớp dưới, nếu như chị nào ở có kem lót á, thì mình dùng tiếp cái lớp kem lót rồi bắt đầu mình dùng BB, còn nếu như không có kem lót thì mình dùng cái serum này xong rồi tới BB luôn cũng được ha. Cái BB đó cái chỉ số chống nắng của nó là 37 SPF 37, nên mấy chị dùng á, mà nếu như mình đi văn phòng hoặc mình đi nắng mà sơ sơ thì mình không cần phải dùng kem chống nắng nữa. SPF 37 nè. Em không biết, em chị có ghi đó. Rồi ok, chị Nguyễn Ngọc Lan một BB nè. Chị nào đã đặt rồi á, mà em đã chốt có rồi thì mấy chị đừng đặt lại nha. À, hoặc là nếu như đặt thêm thì ghi chữ đặt thêm nha, chứ để em chốt dư á nha. Rồi ok, chị Phạm Thúy Hằng một cao dáng nè. Chị Phạm Thúy Hằng một cao dáng. Cao dáng xong về, mới về còn không em? Cái cao dáng á, chị Phạm Thúy Hằng cho em số điện thoại đi. Cái cao, cái salabat xong đó. Thôi để chị ghi đây rồi em ấy nha. Chị nào mà cần tư vấn về da nữa thì cứ báo em. Rồi, đó sữa rửa mặt thì hiện tại em có hai loại nha. Cái sữa rửa mặt xăm thì phù hợp cho mọi loại da. Còn cái sữa rửa mặt ô vui này rất là hợp cho da nào mà da dầu á. Da dầu xài rất là ok luôn ha. Nó sạch dầu. Rồi, là về sữa rửa mặt. Tẩy tới đầu chết. Tẩy tới đầu chết nè. Da chị nào nha mà hay bị mụn cám. Bị mụn cám ở đầu mũi nè. Bị mụn cám á. Chị Ni Ngọc hình như hồi tối có ghi cho chị rồi á, nhưng mà không, hồi tối chị Ni Ngọc là gửi luôn hay là chờ đặt thêm? Chờ chị Ni Ngọc á, ý là hàng cái BB của chị là có hàng không hay là đợi đợt sau? Hôm qua chị đặt serum mà. Serum hả? Hôm qua chị đặt serum mà. Hôm qua chị đặt serum đúng không? Serum là có đúng không? Chị Văn Nguy BB, BB chị Văn Nguy có không? Không. Không, vậy là chị Văn Nguy phải đặt đợt sau rồi, chị Văn Nguy phải đợt sau rồi đó. Cái tế bào chết nè. Cái tẩy tế bào chết nè. Chị nào nha mới khám phá ra được, muốn cái mũi mà hai bên má mà mụn cám nó giảm á nha, mấy chị biết sao không? Đem xông, xông nóng cho em. Ví dụ mình rửa mặt sạch sẽ xong rồi làm cái nồi nước, nếu như xiên á, bỏ vài lát chanh, vài lát xả vô, vài cái tép xả vô, xong bắt đầu mấy chị xông, xông mặt hoặc là bỏ lá tía tô thêm vô nữa, xông mặt cho da nó mềm ra. Lấy cái cây nặng mụn đè thí sát cho em, nặng hết mấy cái mụn cám này cho nó sạch hết đi nha. Rồi xong rồi là à, quên đi chết, mình rửa mặt sạch sẽ ha. Xong rồi bắt đầu mình tẩy tế bào chết. Mình tẩy tế bào chết rồi bắt đầu xong cho em. Xong mặt sạch sẽ, xong xong mặt cho cái lỗ chân lông mình nó mở ra đó. Nặng cám, nặng hết cho em. Rồi bắt đầu mình rửa mặt lại sạch sẽ một lần nữa. Rửa mặt sạch lại một lần nữa. Rồi cứ 2 ngày mấy chị tẩy tế bào chết cho em một lần, 2 ngày tẩy tế bào chết cho em một lần. Tẩy thấy cái mặt cái mũi mình bắt đầu mụn nó giảm hẳn rồi đó, thì một tuần mấy chị dùng từ 2 đến 3 lần cho em là cái mụn cám nó đỡ rất là nhiều luôn. Nó không có thấy đầu đen nữa nha. Cái mụn cám nó đỡ rất là nhiều mà cái da mình nó đỡ nhám luôn á. Cái tẩy tế bào chết á mới khám phá ra được. Thành thử mấy bữa nay cái da nó mịn mịn lại nè. Trời ơi, hôm bữa trước á mụn cám gì mà cái mụn mà mụn nó sâu luôn á, mình phải nặng nó mới ra chứ còn lột nó cũng không ra luôn. Đó là coi như là mới, tại vì nghiên cứu trên mạng thấy vậy mà làm thực hiện thấy nó ok. Cái này là bao nhiêu ta? Giá là 250.000. Trời, cái tip này mấy chị xài lâu lắm luôn á nha. Xài lâu lắm luôn á, còn chị nào mà tẩy tới bầu chết nhớ tẩy vùng cổ cho em nữa. Nhớ tẩy vùng cổ cho em nữa, chăm sóc cái mặt làm ơn phải chăm sóc cái cổ. Dưỡng mặt phải dưỡng cổ cho em, chứ từ chân cái mặt nó đẹp mà xong cái cổ nó nhăn là cũng như không nha. Cũng như không. À, kem xăm chị Ni Ngọc, hình như kem xăm hết rồi, đâu có còn đâu đúng không nè. Kem xăm nội chị Văn Nguy về 10 hộp mà hai chị khách của chị dặn trước lâu rồi là 5 hộp rồi, còn có 5 hộp. 5 hộp là Văn Nguy, 2 hộp rồi ai nữa đó. Còn có 3 hộp chứ mấy. Em chốt cho kỹ đi. Chị nhớ là hết rồi đó. Rồi kem xăm hết rồi, để được sau đi chị Ni Ngọc ơi. Để được sau đi.
Chị Ni Ngọc nhớ là da khô này, da khô thì chị xài cái tẩy tế bào chết cũng rất là tốt luôn á. Da khô nên xài tẩy tế bào chết 250 à, mà xài lâu lắm. Cái tế bào chết này mỗi lần mấy chị xài á, chừng có một đốt ngón tay về, cái lượng của nó ra một đầu ngón tay về, bôi đều hết cho em, lấy ra ha, bôi chấm cho này, chấm này, chấm này, chấm này, bắt đầu cái tán đều cho em, nhất là cái vùng cánh mũi và hai cái vùng này là tế bào chết rất là nhiều. Chịu khó lấy một ít nữa bôi dưới cổ cho em, làm cổ luôn. Còn nếu như mà cái này xài lâu hết lắm á, muốn nữa mấy chị tẩy hai cái bên vai này, hai cái bên vai này á, là hay 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 bị mụn ẩn lắm, hay bị mụn ẩn lắm, tại vì vai mình đổ mồ hôi nhiều quá, mình đổ mồ hôi nhiều quá. À, một tuần nữa mới có chị Ni Ngọc ơi, một tuần nữa mới có người mang về lận nha, một tuần nữa mới có. Cái tẩy tế bào chết này 250 ngàn một tiếp, nó là 250 gram, xài rất là lâu đó, là hàng của Hàn Quốc luôn nha mấy chị, hàng của Hàn Quốc luôn. Rồi ok chị Sương Nguyễn nè. Để em ghi luôn. Phụ nữ mà. Mỹ phẩm mấy chị sắm được đầu á, xong rồi mấy chị cứ nghe em, chăm sóc da phải từ từ, chịu khó, đừng có vội mà đi ra mấy cái tiệm mà bán tạp hóa mà ở ngoài chợ đó, mà thấy mấy cái kem sâm, kem ốc sên, mấy cái kem gì mà nhãn mác gì từ lưa hết á, mấy cái kem đó, kem trộn đó, mua về xài là chết da đó mấy chị ơi. Mình xài mình cẩn thận một xíu, tại vì cái da mình nó làm đẹp lên lâu lắm mà coi như phá nó là nhanh cực kỳ luôn, phá nó là nhanh lắm luôn. Rồi ok chị Ni Ngọc này. Còn cái hàng mà kem sâm với là ở cái BB á, là khoảng một tuần nữa mới có nha. Tẩy tế bào chết này á, mấy chị nên có ở nhà. Mình xài kem dưỡng, kem oil gì mà mình không tẩy tế bào chết, giống như là mình mặc một cái quần áo mà nó dơ bên ngoài vậy đó, là mình rất là khó chịu. Thì cái tẩy tế bào chết này nè, nó lấy đi sạch hết những cái bụi bẩn mà còn. Xài thải độc sâm là bị ngứa phải không? Không phải xài thải độc sâm là bị ngứa. Nó ngứa là tùy theo da nha, tùy theo da, tùy theo da nha. Hôm bữa tặng cho Huyền Trân một hai miếng, nó xài có ok không? Tổ yến hả? Tổ yến hình như còn 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 hai ba lạng gì đó, còn hai ba lạng gì đó, chứ bây giờ là hết yến rồi, còn hai ba lạng gì á. À, nhiêu tuổi rồi chị Ni Ngọc? Con trai chị nhiêu tuổi? Con trai chị bao nhiêu tuổi? À, cái gì ta? Cái Vaseline. Nếu như mà bị khô mà nứt tay nứt chân mà khô toàn thân á, thì mua cái Vaseline, cái hũ Vaseline, cái hũ Vaseline trong trong nhà thuốc đó, nó bán rẻ lắm, nó không có mắc đâu. Còn nếu như mà mình cái hũ Vaseline đó nó rẻ lắm, nó không có mắc, mua cái loại bự cho em. Hả? Không, cắt cái gì hết trơn, nó khét á. 17 tuổi khô toàn thân hả chị? Khô toàn thân đúng không? À, nếu như mà khô toàn thân nha, chị đi mua cái một là cái Vaseline đó. Nếu như khô nhiều thì đi mua cái Vaseline, cái hũ Vaseline mà người ta hay xăm chân mày rồi xong rồi nó có bán một cái hũ nhỏ nhỏ về bôi á. Mà nếu như mà khô vừa phải, không mà quá nhiều á, chị đi mua cái kem dưỡng thể body, kem dưỡng toàn thân trong siêu thị. Nhớ là đi vô siêu thị cho em, đừng có mua ở ngoài. Cái đó em không có, cái đó em không có bán. Đi vô siêu thị mua cái Vaseline hoặc là cái Vaseline cho em bôi. Còn không á, là chị coi thử ai mà có dầu dừa mà nguyên chất á. Tại vì con trai nó hay mắc cỡ, bôi mỹ phẩm rồi nhiều khi nó mắc cỡ. Còn không là mua dầu dừa nguyên chất á chị. Khi mà bé nó tắm xong á thì nói đó, mua cái loại dầu dừa nha, xong rồi mình về mình mua cái chai không, hoặc là ở nhà mình dùng cái chai nào mà hết á, nó có cái vòi ấn á, mình đổ cái dầu dừa vô cái chai mà có vòi ấn á, mỗi lần tắm xong á mình ấn ra một ít đi, thoa đều trên hai cái tay nè, bôi cái dầu dừa nó rất là hay luôn nha, cái dầu dừa đó. Chị Lê Lê, lấy chị một chai luôn nha, và chai sữa rửa mặt. Chị Lê Lê ơi, chị lấy một chai là chai gì, tẩy tế bào chết hay chai gì? Cái yến, yến á, thì là giá là 3 triệu rưỡi nha. Yến này là yến loại 1 nha mấy chị, yến mùa xuân.
Nhà dùng á, thành thử là yến á, một lạng của nó chỉ có 5-6 tay thôi, chứ không phải mà cái loại hàng xô mà một lạng nó tới mười mấy tay. Thì dùng dễ lắm. Em đã coi như là tại vì ở nhà hay ăn á, là chia ra làm một hộp, vậy là 21 miếng nhỏ, đã làm sạch lông rồi hết rồi, chia ra làm 21 miếng nhỏ. Thành thử là mỗi lần mà chị dùng ha, trước khi dùng á, là khoảng 20 phút bỏ cái miếng yến đó vô cho em, đã làm sạch sẽ hết rồi không cần phải rửa lại, để vô trong chén cho em. Xong rồi là mình lấy nước lọc á, nước sạch luôn nha, nước lọc á, chế vô khoảng chừng nửa chén, hơn nửa chén một xíu, mình ngâm chừng 20 phút. Nếu như chị muốn chưng với táo tàu thì bỏ chung vô luôn, táo tàu nhãn nhục thì bỏ chung vô luôn cũng được, hoặc là muốn ăn với gừng, tại vì yến là nó có tính mát, mình bỏ thêm một hai lát gừng gì đó. Còn nếu như mà sợ mập thì đường phèn cho một lượng cực ít cho em, một chớp cái đầu muỗng cà phê thôi, để cho nó hơi ngót ngót cho mình dễ ăn thôi, là mình cho vô, chứ đừng có cho nhiều quá là nó sẽ mập đó. Rồi nếu như muốn chưng hạt sen thì hạt sen phải chưng trước, chứ hạt sen mà nếu như mình bỏ vô mình chưng cách thủy cỡ chừng 15 20 phút thì hạt sen nó không có mềm được. Thì nói chung rất là dễ dùng chứ không có khó đâu. Dầu dừa em không có bán, chị coi thử ở dưới chỗ mình nó có ai mà dầu dừa bán loại loại thiệt không á, thì mình ấy. Ở đây em có cái chai. Em có cái dầu dừa này nè, để chị Ni Ngọc á, em đem em chia ra, em cho bé một ít cho nha, em chia ra một nửa cho, tại cái dầu dừa này em cũng để lúc nào mà trời lạnh da nó khô, với lại là tóc á, nó hay khô vùng dưới nè, em hay ủ á, nên là để em cho bé nó một ít cho về dùng thử, thử là coi thử có được không thì chị tìm thử chị mua nha. Để cái dầu dừa này em cho lúc nào mà chốt hàng á, em sang ra cho một ít cho chị, về chị tìm cái loại nào mà nó có cái vòi như thế này nè đó, để em tới chừng chị Niên Ngọc mà em chốt hàng á, lấy cái chai dầu dừa của chị á, sang cho chị hơn một nửa đi nha. Nha. Để em cho một ít cho. Không, thực phẩm chức năng không xi nhê đâu. Cái da đó là do cái da, chứ uống thực phẩm chức năng không xi nhê gì đâu. Ủa dầu dừa có, Vaseline cũng có hả? Vậy là thôi, tại vì da là phải bắt buộc phải bôi bên ngoài chứ còn mà uống không có đâu. Chị Huyền Trân ơi, da của chị phải làm từ từ lại đi, chị phải phục hồi từ từ lại đi, đừng có vội. Đi vội vàng là coi như là vội vàng là không 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 được đâu, vội vàng là không được đâu. À ở nhà tự nấu dùng luôn hả? Rồi ok chị nha, em tưởng nó không có, em cho về một ít dùng thử, thử nếu như được thì mình tìm mình mua. Rồi thôi em qua cái khác nha. Em qua cái khác nha. Cái gì ta, có chị nào mất ngủ không? Bây giờ những cái hàng Mỹ á, mà em còn cái gì á, thì coi như là em sale cho mấy chị luôn nha, em sale cho mấy chị luôn. À nước hoa nữa nè. Cái nước hoa này chị nào cần á, thì báo em nha. Nó có cái nước hoa toàn thân nè, cái nước hoa dưỡng da toàn thân nè, giá là 390 mà bây giờ em sale cho mấy chị còn 300 luôn. Chị Trinh Đam ơi, nếu như chị muốn tìm hiểu yến nhà em, chị chịu khó chị lục lại cái cách đây là khoảng 2 3 tháng gì đó, cách đây khoảng 2 3 tháng gì đó có quay cận cảnh cho cách làm cách này cách kia. Yến thực chất em không có bán nha, yến thực chất không có bán, yến này là yến nhà dùng thôi đó. Thành thử là chị nào mà muốn tin tưởng thì dùng, còn không tin tưởng thì thôi, chứ cái này là em không có bán. Tại vì yến mà nếu như một tổ mà 5 tay á, một một lạng mà 5 tay 5 tổ á, thì là chỉ ở ngoài mà nó bán là tới 5 triệu mấy lận, chứ không phải có giá 3,5 triệu đâu.
thành thử là Yến bây giờ là cũng không có còn nữa, còn có 2-3 lạng gì đó là để dùng luôn á chứ không có bán đâu. Tại vì Yến là mùa xuân nó mới có, chứ còn cái mùa bình thường á là nó không có tốt như vậy. Rồi Yến mà pha chế bán không có bao giờ làm vậy, thành thử là chị trên đam mê, nếu chị tin tưởng thì chị dùng. Chị lục lại cái like mà cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó có sơ chế, có cái cách làm đồ đàng hoàng luôn. Rồi em có đưa lên cho mấy chị một lạng bao nhiêu tay. Bây giờ nếu như chị Trinh Đam Bơ mà chị không tin tưởng á, thì chị có thể chị mua cái loại mà Yến chưa có làm luôn á, chưa có sơ chế, chưa có làm gì hết, là một lạng của nó có 5 tay thôi. Thì mình về mình chịu khó mình làm lông, mình làm cái này cái kia. Nếu như chị không có tin mà cái hàng mà mình đã làm thô ra rồi đó. Rồi còn cái này là cái này là cái nước hoa toàn thân nha mấy chị. Cái mix của cái Victoria Secret nè. Đó cái này em cũng còn có mấy chai à, 2-4-5 chai à. Hôm bữa trước về hôm đợt hàng sale á, về được tới mười mấy chai mà bây giờ còn 5 chai nè. Cái này á là cái dưỡng da, nước dưỡng da, nước hoa dưỡng da toàn thân nha. Khi mà mình dùng cái này á là mình dùng trực tiếp vào da cho em luôn. Có em có chốt cho chị rồi đó chị Nguyễn Ngọc ơi. Mình dùng cho xịt lên trực tiếp trên da luôn nha. Em có cái chai em đang xài để em lấy. Mình xịt trực tiếp trên toàn, mình xịt trực tiếp toàn thân luôn nha, chứ đừng có xịt vô quần áo nó uổng nha mấy chị. Nó uổng nha, bởi vì là cái này á là nó là cái giống như là cái xịt khoáng của mặt mình đó, nhưng mà nó là dùng cho toàn thân. Nên khi mình dùng á mấy chị phải xịt lên toàn thân nha, đừng có xịt vô quần áo nó phí. Nó phí, cái này là dưỡng da luôn. Cái này á là 390, nhưng mà bây giờ em sale cho mấy chị giá là còn 300 ngàn luôn ha. 300 ngàn là giá đã bán lỗ luôn rồi. Bây giờ hàng thực phẩm chức năng hàng Mỹ là em không bán nữa. Em bây giờ còn cái gì ở trên này là em sale nốt tất tần tật luôn. Chị nào mà thấy cần cái gì thì mấy chị đặt hàng luôn. Tại vì bây giờ hàng giá là bán lỗ luôn cho mấy chị luôn. À, hàng Mỹ do là thứ nhất á, là mấy chị so sánh giá quá trời. Mà nhiều khi những cái chị không có biết dùng á, cứ vào là so sánh giá. Tại sao shop em bán giá cao thế. Nhưng mà em nói thật mấy chị là bên đó em mua giá rất là cao luôn rồi. Thậm chí cái giá sale bên bển mà mua về còn bán là còn cao hơn là cái giá mà bên này nó bán nữa. Nên là chả biết làm sao luôn. Bây giờ là em hàng Mỹ là em sale nốt hết, coi như là không bán hàng Mỹ nữa. Khi nào chị nào đặt hàng em báo cái giá đó ok thì em sẽ nhập hàng về cho mấy chị. Còn không thì thôi em không bán nữa, chỉ mua về cho ở nhà đủ dùng thôi, chứ không bán hàng Mỹ nữa nha. Rồi là cái chai này để riêng cho cái chai này em dùng. Đó cái chai này nè. Nhớ là xịt là phải xịt toàn thân cho em, xịt trực tiếp lên da luôn, dưỡng da toàn thân luôn, xịt cổ, xịt body ha, tay chân, đừng có xịt lên quần áo nó uổng nha. Nó uổng. Rồi, bây giờ là còn đúng 5 chai nha mấy chị, còn đúng 5 chai nha. À, cái này là nước hoa toàn thân luôn á. Nó sẽ không thơm bằng cái nước hoa này. Nó sẽ không thơm lâu nó thơm, nhưng mà nó không có thơm lâu bằng cái nước hoa này. Tại vì cái này là dạng xịt khoáng dưỡng toàn thân nhưng mà nó thơm đó, chứ còn cái này là mới gọi là nước hoa nè. Còn cái này là xịt nước hoa dưỡng thể đó, nó gọi vậy mới đúng hơn ha. Thì cái này là 390 mà bán lỗ cho mấy chị còn 300 luôn, tại vì giá này là giá em đã sale một lần rồi. Có bán son nha chị, mà son bên em là đa phần là son lì là son lâu trôi. Rồi bây giờ chị nào mà lấy thì chốt cho em cái chai này, em chỉ còn đúng 5 chai thôi nha. Chị Ni Ngọc là lấy cái chai này luôn đúng không? Cái hàng này hàng giả nó nhiều lắm luôn á, thành thử là giá nó rẻ. Đây nè, chai nè mấy chị, nó có cái code test đồ hết cho mấy chị nè. Hàng xịn nó không có, hàng dỗn nó không có mấy cái này đâu. Còn cái chai của nó mấy chị xài hết á, nó cũng không hề bay màu cái chai này luôn. Nắp chai rồi nè, nó không hề bay màu. Giá sale còn 300 ngàn luôn nha. Đó, còn đúng 5 chai, chị nào chốt hết được. Hàng này hôm bữa trước em về một thùng cho khách sỉ luôn đó, tại vì nó đang sale giá rẻ quá. Rồi ok, chị Sương Nguyễn một chai nè. Để em báo giá còn 300 luôn, chứ con bé nó không biết, nó tính 390. Rồi chị Sương Nguyễn nè. Cứ cái nào mấy chị nếu như không biết xài thì cứ cái nào càng lỏng thì xài. Cái nào càng lỏng thì xài trước. Ví dụ như nước hoa hồng nó thật là lỏng luôn thì mình xài trước. Rồi tiếp tới là cái
cái emulsion nó sẽ lỏng hơn là cái serum. Thì mình xài cái emulsion trước, xong rồi bắt đầu mình xài serum rồi kem. Cứ cái nào càng lỏng thì mình xài trước. Rồi, chị Mai Huỳnh cho em số điện thoại luôn nha chị Mai Huỳnh ơi. Chị nào chưa cho số điện thoại thì cho em số điện thoại nha. Mấy cái chai màu tím đồ vậy nè mấy chị, cái nước nó màu trắng chứ không phải màu tím đâu, mà tại vì cái chai nó màu tím nha. Tết này chị không thèm đốt pháo vì em đã đủ chi hết tiền rồi. Ai vậy chị nào vậy? Hả? Vì em đã dụ chị hết tiền. Ủa vậy hả? Thành thử ngày hôm qua em mới nói là chị nào đó. Coi như là cái gì, từ khi biết em là coi như cái gì thức khuya đó. Rồi hỏi cái gì đêm biết đêm dài, hỏi đêm dài có lắm mộng không á. Serum CN rồi, ok chị Mai Huỳnh nha, em có số điện thoại rồi nè. Ê Ngọc, chị viết một dây dài về thiếu, chị đem chị lên đây chị viết ba số điện thoại cho đây nữa nha. Rồi. Serum CN hả? Serum CN còn đúng một lọ chị ơi. Cái serum CN còn đúng một lọ luôn nè. Cái serum CN này là hàng của Pháp, hàng nội địa của Pháp. Hàng CN nè. Cái hàng CN này là coi như serum này là đặc trị cho da khô luôn. Và cái dòng kem của nó gọi là dòng kem thần thánh. Chị nào mà lên mạng á, mấy chị search á, mà kem CN này nè, là nó gọi là kem thần thánh á. Cái này là chuyên đặc trị cho da bị lão hóa và da khô, là cái kem CN này. Cái kem CN này thì nó dành cho độ tuổi là từ 50 tuổi trở lên. Cái kem CN này nè là dành cho độ tuổi 50 nha. Hiện tại em chỉ còn kem đêm. Em chỉ còn kem đêm và cái một chai serum này thôi. Kem ngày em hết rồi. Còn đêm thôi. Đó. Cái này là mấy chị lên là coi như là nó gọi là kem thần thánh. CN hàng của Pháp, dành cho độ tuổi từ 50 trở lên. Rồi ok chị Mai Huỳnh nha, có BB một tuần nữa có thì em báo cho. Rồi để cho chị Thắng Hạnh cái CN này luôn ha. Giá là 350. Rồi ok chị Thắng Hạnh nha. Rồi cái chai mist này em còn 2 chai nữa, có chị nào dùng là sale còn 300 nè. Trời, sale còn 300 là lỗ banh nóc luôn. Đây, các chị về là có mã vạch, có ấy đồ đàng hoàng hết. Hàng chuẩn Mỹ nha, hàng này hàng Mỹ nha. Rồi, ok chị Nhi Ngọc nha, ok chị. Em coi thử đi còn cái gì. Bây giờ hiện tại cái collagen, hiện tại cái collagen ở đây em hết mất tiêu rồi. Đây cái nước hoa nè, cái nước hoa Suddenly này nè, là cái hàng này là hàng của Đức nha mấy chị. Cái này là hàng của Đức nè. Cái chai này á thì nó hợp với mấy chị mà xài cái này, nó hơi đậm mùi một xíu. Nó hơi đậm mùi một xíu, nó phù hợp với cái serum 350 em hết rồi chị ơi. Serum 350 em hết rồi, em còn một tiết đó duy nhất cái CN đó dành cho da khô á. Còn cái serum vàng thì khoảng một tuần nữa về, chứ hàng của Pháp là bây giờ không về hàng được nữa rồi. Hàng Pháp là bây giờ không về hàng được nữa. Cái da Huyền Trân, tại vì biết sao không chị Huyền Trân, chị vội quá. Phải từ từ, tại vì bản thân da chị đang bị tổn thương, chứ còn cái da nó khỏe. Chị biết cái da em mà em phải điều trị 5-7 năm trời, chứ đâu phải là ngày 1, ngày 2 đâu. 5-7 năm trời, chị cứ từ từ đi, bình tĩnh. Cái da chị bây giờ làm sao rồi? Lát nữa inbox cho em đi, em coi thử bây giờ là chị dùng hết cái bộ sum đó rồi nó làm sao rồi. Nó đỡ dị ứng, kích ứng gì chưa? Đó, cái nước hoa này mấy chị 450 ngàn, hàng của Đức nha, nhưng mà em nhập từ Pháp. Hàng của Đức nhập từ Pháp. Cái này thì nó sẽ không thơm lâu.
nó thơm cỡ chừng khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thôi. À, cái giá của nó là 450 ngàn, mà bây giờ em sale cho mấy chị giá còn 390 luôn. Sale cho mấy chị giá còn 390 luôn nha. Cái này em còn 2, 3, 4, 5, 6 chai. 6 chai để em lấy cái loại em đang dùng cho mấy chị xem cái lọ của nó. Đây, cái chai này thì em hay dùng, cái chai này thì cái mùi nó dịu hơn, thì dùng phù hợp cho dùng ban ngày. Thì hết một chai rồi nè, xong rồi em chuyển qua cái chai mới dùng rồi nè. Thì cái chai này á mấy chị nè, cái hàng của Đức này xài hết một chai rồi mà chữ rồi gì nó không có bay hết á. Cái hàng hàng thật là nó vậy đó. Còn cái hàng giả là mấy chị về là xài là chữ rồi, chữ nơi một nẻo hết, về là coi như xài một thời gian không thấy chữ nghĩa đâu hết trơn nữa. Nắp đồ không hề bị ten gì hết nha. Đó là cái chai này em xài hết rồi, bắt đầu em đang xài cái chai mới nè. Còn cái chai Sterling Ly nè, là cái chai này nè. Cái chai này là chai em cũng đang xài luôn. Cái này thì phù hợp cho mấy chị xài băng, dùng băng băng đêm á, hoặc là lúc mà trời lạnh á. À, lúc mà trời lạnh á. Mụn ẩn nhưng mà có miệng không? Nó có cái miệng lên không? Mụn ẩn nhưng mà chị nhìn là chị đè chị nặng được không? Trời ơi, xài nó có chứa corticoid nó xong mà bị mụn quá trời luôn. Cái da em ngày xưa không khác gì vậy hết trơn. Mụn ẩn là còn đỡ, mụn em là nó nổi lên một cục bọc bọc đầy như vậy luôn nè. Đó là cái hậu quả của việc xài kem trộn mà nó có chứa corticoid đó. Đây cái chai này là cái chai cái này là nó là em coi thử 50 ml nha. 50 ml. 50 ml. Giá em sale 450 ngàn, bây giờ sale còn 390 luôn nha mấy chị. Hàng này là hàng của Đức nha, hàng Germany, hàng của Đức nha. Hàng của Đức. Đó, chị nào lấy thì coi như là báo cho em là nước hoa Sterling Ly ha, hoặc là nước hoa ban đêm cũng được, nước hoa ban đêm cũng được nha. Còn chị nào mà muốn thử mùi thì cứ tới shop em đi, em lấy cái chai em dùng ra đưa cho mấy chị thử nha, đưa cho mấy chị thử. Rồi sale còn 390, còn có 6 chai thôi, chị nào lấy thì báo em nha, chị nào lấy thì báo em. Kem chống nắng nè. Kem chống nắng nè, hôm mà em bán giá là 290 cái loại màu hồng này nè, cái loại màu trắng em bán giá 350 mấy chị nhớ không? Còn loại màu hồng là giá 290, mà bây giờ hàng á, nó lên, hôm là đi là mua trúng hàng sale. Mà bây giờ hàng nó lên, vẫn để giá mấy chị là 290 nhưng mà em không dám lấy về nhiều, chỉ lấy về đúng 3 tiếp cho chị nào mà coi như Tết mà cần dùng đó. Đây. Cái kem chống nắng của nó nè. Cái lọ này em xài cũng muốn nát hết rồi, gần hết luôn rồi. À, xài cũng rất là lâu nha, từ hôm mà đi 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 Đài Loan rồi tới bây giờ luôn á. Đi Đài Loan là dài, xài muốn banh hết luôn rồi đó, tại vì đi nắng nhiều á, không có che chắn đồ gì hết. Đó là cái lọ màu hồng này nè, cái lọ màu hồng này á, thì cái kem chống nắng này á, mấy chị hay mua kem chống nắng ở ngoài là Biore rồi đúng không, thì nó sẽ gây cho mấy chị bóng da, nó bị bóng da, với lại là nó cái kiểu là nó dày cái mặt á, nó bí lỗ chân lông á, nên là mình xài mình bực lắm. Còn cái này á mấy chị bôi vô hả như không à, nó mịn, nó rất là mịn luôn, nó không hề bóng da mà nó không hề mà đổ dầu cái gì hết trơn á. Thì cái này vẫn để giá cho mấy chị 290 nhưng mà em không nhập về nhiều, tại vì cái này là chỉ nhập về để cho chị nào mà Tết này coi như xài quen rồi dùng mấy thôi, chỉ có 3 tiếp thôi à. Rồi ok, chị Ni Ngọc một cái kem chống nắng nè. Cái kem chống nắng này mấy chị biết xài ở cái bước nào không? Xài serum xong đúng không? Buổi sáng xài serum xong rồi bắt đầu tới kem chống nắng, rồi mới tới cái BB nha. Cái kem chống nắng trước mới tới BB trang điểm, rồi mới tới phấn phủ gì đó. Cái kem chống nắng thì xài sau cái bước serum, sau cái bước kem dưỡng nha. Là cái kem chống nắng. Em chỉ có 3 tiếp thôi nha. Có 3 tiếp thôi à. Rồi giá 290 cho chị Niên Ngọc luôn nè. Da mà chị nào mà hay mụn cá, ủa lộn, hay tàn nhang đồ nhiều á thì phải. À, màu trắng không có chị ơi, màu trắng không có hàng. Cái màu hồng này xài cũng ok lắm á chị Xuân Nguyễn ơi.
Màu hồng này xài cũng ok lắm á. Màu trắng hết rồi em cũng phải chuyển qua màu hồng xài nè. Màu hồng này xài cũng rất là ok luôn á. Tại vì màu trắng á, nó sẽ sáng, nó nâng tông da lên. Thì khi mấy chị trang điểm, mấy chị lại nâng tông thêm một lần nữa là nó sẽ bị trắng bệch. Còn cái thằng màu hồng này nè, mình dùng xong rồi mình dùng mình trang điểm nữa là ok, nó tịt màu da luôn, nó không có sợ mà nó không có sợ mà nó trắng bệch. Là cái kem chống nắng. Rồi, tẩy tế bào chết toàn thân. Tẩy tế bào chết toàn thân. Đây, tẩy tế bào chết toàn thân mấy chị. Rồi, mùi nó thơm. Tẩy tế bào chết toàn thân là giá của nó là 200 200 209 nha, 209. Tẩy tế bào chết toàn thân là 209 nha. Ủa phải 209 không ta? Khoan chưa tính cái ký, cái này nó cũng hơi nặng á. Để cái này em coi em cân ký lại rồi em báo nha. Tại vì cái này nó cũng hơi nặng á, em chưa có cân cái này. Tại vì phải cân để biết chính xác là cái tiền sắp về bao nhiêu. Em chưa có cân cái đó để em báo giá lại nha. Rồi ok, chị Sương Nguyễn lấy một kem chống nắng nữa nè. Em còn một kem chống nắng nữa hết đó, kem chống nắng. Đợt này nó không có giảm giá. Cái kem chống nắng bình thường là giá 350 mà hôm cái này là còn có 290 nè. Đợt này mua không có giảm giá thành thử là không có mua nhiều. Rồi ok chị Sương Nguyễn nha. Kem chống nắng em còn một hộp nữa nha. Một hộp nữa. Rồi đây, em có mấy cái lăn nách nè mấy chị. Giá là 100 ngàn nha, giá 100 ngàn. Có màu xanh và màu tím nè. Màu xanh và màu tím nè. Hàng này là hàng của Mỹ nha mấy chị, hàng của Mỹ ha. Đó, chị nào lấy á, bình thường là giá một và em bán 100 ngàn nè. Thì bây giờ chị nào lấy em sale giá còn xuống là 80 ngàn. 80 nha. Hàng này là 100 mà bây giờ sale còn 80 nè. Thì cái màu xanh này em còn có một 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 tiếp à. Còn màu tím thì em còn 2 4 5 tiếp nha. Màu tím còn 5 tiếp. Sale xuống còn 80 luôn, hàng của Mỹ nha mấy chị. Date của nó tới tháng 7 năm 20. Còn cái màu xanh này là date tháng 3 năm 20 nha. BB là kem nền chứ không phải là BB là kem nền, nó là kem nền đó. Nó là kem nền đó. Nó mỏng mịn, rất là mỏng nha, rất là mỏng, xài rất là ok luôn. Mới hồi nãy chỉ mấy chị xài tức thì luôn nè. Mỏng mịn. Rồi cái này chị nào lấy thì lăn nách nha, em sale còn 80. Giảm cân 2, 4, 5. Giảm cân nè mấy chị, giá là 780 một hộp nè. Giảm cân nè. Cái giảm cân này nó hay cực kỳ luôn. Nhưng mà đối với chị nào mà gọi là phải kiên quyết giảm cân kìa, phải kiên quyết giảm cân kìa, bởi vì cái giảm cân này là giảm cân an toàn chứ không phải mà mấy cái loại mà mấy chị mua hôm qua hôm kia gì á đọc á, nó có một cái bài viết mà coi như là uống thuốc giảm cân mà gây tử vong đó, bị tụt huyết áp, uống mà cái kiểu mà cái loại mà làm cho cái người mình mà nó cái nó gây mà giống như là gây mê cái hệ thần kinh của mình vậy đó. Nó làm cho cơ thể mình nó không có phản xạ với lượng thức ăn được gì hết, nó làm cho mình không cảm thấy đói, đâm ra là coi như là nó mệt mỏi uể oải trong người, nên là gây, người ta cứ tưởng đâu là do tác hại của thuốc giảm cân nhưng mà không phải, đó là cơ thể báo động là người mình đang bị thiếu chất, đang bị tụt đường huyết, đang bị thiếu mà không biết, cứ chủ quan tưởng đâu là tác dụng phụ của thuốc giảm cân, thành thử là không đi đến bệnh viện kịp thời. Đó là mới đọc cái bài báo đó đó mà quên chia sẻ trên trang cho mấy chị xem. Uống thuốc giảm cân mà cái loại mình làm tê liệt cái hệ thần kinh đó, nó hại cực kỳ luôn đó. Nếu như chị nào mà muốn giảm cân nhanh thì em ủng hộ mấy chị uống cái loại mà trà giảm cân mà gây cho mình tiêu chảy. Muốn giảm cân nhanh uống cái đó nó ok hơn là cái loại mà nó gây tê liệt hệ thần kinh, để cho làm cho mình cảm thấy không thấy đói bụng, để cho mình không có ăn nhiều. Là mấy chị mà giảm cân đó là giảm cân phản khoa học, sai cực kỳ sai luôn. À,
cái đầm nào vậy chị hỏi bé nhân viên á, chứ hàng mà còn hay hết em không nhớ đâu, hàng mà còn hay hết em không nhớ đâu, chị hỏi bé 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 Ngọc thử đi, chứ hàng tại vì em không có kiểm hàng, hàng mà còn sai nào chị hỏi bé nó sẽ biết hơn là em. Cái này là giá 780 nha, em sale cho mấy chị giá là còn 750.000, hộp này không sale được nữa. Cái này là em giảm cho mấy chị còn 750.000 cái hộp giảm cân nha. Chỉ còn là hai của Ngọc ở dưới hết rồi hả Ngọc? Giảm cân là em lấy lên trên hết rồi đúng không? Rồi, giảm cân em sale cho mấy chị giá là còn 750 ngàn. Và cái loại này em chỉ cho mấy chị uống mấy chị là không hề thấy mệt. Mấy chị không hề thấy biếng ăn. Không hề thấy mệt, không hề thấy biếng ăn. Nhưng mà khi uống nó mấy chị phải kết hợp ăn kiêng cho em. Ở cái mức ví dụ như buổi sáng mình cảm thấy buổi sáng mình cảm thấy đói quá. Tại vì nhiều chị nghe cứ nói là buổi sáng thì ăn cho thoải mái, xong rồi buổi trưa với buổi chiều là coi như mình ăn ít lại mình nhịn. Nhưng mà em thì lại ngược lại, có nghĩa là buổi sáng nếu như muốn giảm cân nha, buổi sáng chỉ cần uống ngũ cốc cho em, mà hiện tại ngũ cốc nó cũng hết rồi, uống cái hàng ngũ cốc của siêu thị nó ngán quá đi chịu không nổi, tại vì cái bột nó xay mịn quá nó ngán quá. Thì em có ăn cái bánh ăn cái bánh mà bánh bánh gạo lứt á, ăn bánh gạo lứt, hoặc là mấy chị vô trong siêu thị nó có bán cái chỗ quầy đồ chay á, quầy mì chay đồ chay rồi nó có bán cái gạo lứt muối mè đó, thì ăn cái hũ đó cũng được ha, buổi sáng ăn cái hũ đó cho em rồi uống một bịch sữa không đường là nó no tới trưa luôn. Buổi trưa ăn cơm thoải mái cho em, ăn thoải mái ở đây là mình ăn chừng một chén thôi, chứ đừng có thoải mái quá ăn lần ba chén cũng như không nha, ăn cỡ khoảng một chén thôi xong rồi là canh, có thể là ăn canh trước cho nó no cái bụng đi thì mình ăn cái cơm lại. Rồi buổi tối mấy chị có thể là ăn gạo lứt muối mè lại, hoặc là ăn bánh tráng, hoặc là ăn bánh tráng ở Bình Định em thì nó có cái món bánh tráng thì em hay cuốn với dưa leo hoặc là đổ chả trứng, ăn chừng hai cái bánh tráng thôi là nó no bụng rồi, là nó giảm cân nhanh lắm. Rồi uống kết hợp cái thuốc giảm cân này nữa, sút rất là nhanh luôn, sụt cân rất là nhanh. Nếu như mà cái thói quen đó mình giữ luôn á, mình đừng có bị cám dỗ bên ngoài, có nghĩa là bạn bè anh chị em cứ rủ ê em ơi hôm nay đi ăn không, ê mày ơi hôm nay đi ăn với tao không, mà coi như cứ đi theo cái đà đó là dễ bị lên cân lắm. Còn nếu như mà ở nhà không không có bị cám dỗ bên ngoài, không có ai rủ đi ăn hết, là coi như cái cân nặng mình cứ duy trì và nó đi xuống rất là nhanh. Mày trả đi tao đi ăn. Đó là cái giảm cân này thầy nó hỗ trợ, tại vì nó 100% từ thiên nhiên, không có tác hại gì hết trơn. Từ cái quả này nè, 100% từ thiên nhiên, nó chỉ hỗ trợ cho mình đào thải mỡ nhanh hơn, coi như là nhưng mà phải với điều kiện là phải ăn ăn kết hợp với ăn kiêng cho em nha. Hôm nay em không có lai đầm quần áo nha mấy chị ơi, hôm nay không lai đầm quần áo nha. Còn đây là cái thuốc. Cái này. Rồi ok chị Minh Đức Phạm Thị nè, một tế bào chết mặt nè. Cái tế bào chết mặt đó, chị nào mà hồi giờ chưa có thói quen xài á, bây giờ bắt đầu có cái thói quen xài đi. Cái da của mình nó mịn hay không là do tẩy tế bào chết đó. Chứ để cái tế bào chết cái lớp nó lớp sừng nó dày quá. Cái lớp sừng nó đã chết rồi, nó dày quá mà mình không tẩy nó đi thì mình dùng kem dưỡng này gì nó cũng cứ cái da mình nó cũng cứ nhám nhám, nó không có được mịn được. Rồi ok chị nha. Tẩy tế bào chết mặt nè. Rồi, em còn cái Ủa Ngọc, hồi nãy em gọi chốt hàng hay sao? À, mấy Ngọc do nó đang chốt hàng á, em gọi lại coi từ số nào nhỡ gọi lại đi. 250 tế bào chết mặt, 250 một hộp. Rồi còn cái này nha mấy chị, hai cái này là mấy chị thấy cái hình nó giống nhau đúng không, cái màu nó giống giống nhau đúng không, nhưng mà nó khác. Cái này là nó có chữ sleep nè, còn cái chữ này nó có chữ beauty nè. Thì cái sleep này á, là cái viên ngậm giúp ngủ ngon, viên ngậm giúp ngủ ngon chứ không phải là thuốc ngủ nha. Trên cái bao bì của nó này nó có ghi đàng hoàng nha, nó là 100% không phải là cái thuốc ngủ nè đó. Rồi là nó ghi nè, wake up nè, refresh nè, là coi như là mình tỉnh dậy mình thoải mái hơn đó.
Rồi, nó ghi là giúp cho cái giấc ngủ được sâu hơn nè. Đó, bên này nó ghi nè, là coi như là 100% không phải là cái thuốc ngủ, nên không có làm cho mình nó có một cái thói quen là coi như là uống, là có nghĩa là ngậm thì ngủ, không ngậm thì không ngủ được đó. Rồi, rồi nó ghi là coi như là đây nè, nó ghi là nó giúp cho cái giấc ngủ của mình được sâu hơn. Cái viên dạng ngậm nè, coi như là viên dạng ngậm giúp tan nhanh nè, thì có thể sử dụng được nè, chắc nè, anytime nè, là lúc nào cũng được nè, anywhere, ở đâu cũng được nè, không cần dùng nước nè. Nói chung là cái hàng của Mỹ là mấy chị yên tâm nha, mấy chị yên tâm. À, nó 35 ml chị, nó 35 ml, 35 ml, nói chung xài cũng lâu lắm, xài cũng lâu lắm. Xài là ví dụ như chị, tại vì em á, là em xài cái lọ là 100 ml, em xài cái chai lớn hơn mà em có nhập hàng. Cái gì ta? Mình xài nhiều thì nhanh hết, mình xài ít thì để lâu. Em nói bình thường mà. Vậy là do chị, vậy là chị phải hỏi, do chị hỏi là ví dụ như chị hỏi là cái chai đó nó bao nhiêu ml vậy em? Do chị hỏi là xài, tại vì mỹ phẩm á, mà mấy chị xài hỏi mà xài mà lâu hay mau á, không trả lời được đâu, khó lắm. Hoặc là ví dụ như mấy chị xài nước hoa á, mấy chị hỏi là cái mùi nó sao vậy em, chỉ biết là cái mùi đó nó nhẹ hoặc là cái mùi đó nó nồng, phù hợp với xài ban ngày hoặc là ban đêm, chứ mùi hương mà mấy chị hỏi là cái mùi nó sao vậy em là diễn tả không diễn tả được. Hoặc là ví dụ mỹ phẩm mà mấy chị hỏi là xài nhanh hay lâu cũng không trả lời được mấy chị. Là nói chung là nhanh hay lâu là do mình, ví dụ mấy chị xài nhiều thì nó sẽ nhanh hết, mấy chị xài mà ít nó thì nó sẽ lâu hết. Nếu như chị hỏi là ở cái chai đó nó bao nhiêu ml vậy em, thì dễ trả lời hơn là cái chai đó nó 35 ml, 35 ml. Hoặc là ví dụ cái da mình nó khô, hoặc là ví dụ như cái da mình nó bình thường, ví dụ da khô thì nó sẽ hút cái serum nhiều hơn, thì ban đầu mình sẽ xài nó bị hao hơn một chút. Còn ví dụ như cái da mình mà nó dưỡng ẩm, nó đã đủ độ ẩm rồi, thì xài nó sẽ ít hao hơn. Ví dụ như bây giờ cái da mặt em chỉ cần đúng 5 giọt là coi như là đủ cung cấp hết cái mặt luôn. Một giọt đây, một nè, hai nè, ba nè, bốn ở mũi nè, năm nè, là đủ cung cấp hết cái mặt. Nhưng mà cái lúc mà mới xài cái da mình nó còn khô là bắt buộc phải 8 giọt lận trên trán hai. Đó, rồi bên này là coi như là phải một hai gì đó nữa. Rồi này nè, là 8 9 giọt nó mới đủ. Đó là cái đó là do mình. Rồi nếu như chị nào mà muốn dùng thêm vùng cổ nữa thì bôi thêm vùng cổ nữa thì nó sẽ nhanh hết hơn nha. Rồi, nhiều khi không hiểu ý nhau thôi chứ không có gì nói nặng hết chị ơi. Cái slip nè, là có nhiều chị hỏi em á. Chị Trần Minh Thư lấy một tẩy tế bào chết đúng không? Giá có 250 ngàn à. Cái tẩy tế bào chết mặt nè. Rồi đắt xa hết á. Mấy cái này mấy chị xài là mấy chị cứ để bình thường thôi nha. Serum xài ngày 1 hay 2 lần vậy em? Xài 2 lần cho em. Serum xài 2 lần cho em, buổi sáng á nha. Mấy chị xài bôi rửa mặt đồ sạch sẽ, nói chung là em lúc nào cũng phải rửa mặt sạch cái đã nha. Rửa mặt sạch xong rồi bắt đầu mình bôi serum đều hết toàn mặt. Buổi sáng thì bôi serum xong rồi xài kem chống nắng lên nữa ha. Rồi có muốn trang điểm đồ gì đó thì trang điểm. Còn không á thì coi như lúc nào cũng phải xài 2 lần hết á. Muốn dưỡng da đẹp thì phải xài cả sáng lẫn tối. Rồi tối trước khi đi ngủ thì coi như là cũng là rửa mặt sạch sẽ cho em. Nếu như mà có trang điểm thì nhớ là phải tẩy trang nha, tại vì trong các cái loại mà phấn trang điểm đó, nó có cái thành phần dầu ở trong trỏng. Nếu như mấy chị chỉ dùng sữa rửa mặt không đó, thì cái lớp trang điểm nó sẽ không có sạch được, nó không có sạch được cái lớp trang điểm, thì vô tình nó làm cho cái lỗ chân lông nó bị bí, nó gây ra mụn cám. Nếu như mà mình mà trang điểm đó, thì bắt buộc phải xài cái tẩy trang nha. Cái kem chống nắng bắt buộc cũng phải dùng tẩy trang đó. Kem chống nắng cũng là thuộc một dạng là coi như nó cũng dễ gây bí lỗ chân lông á, nên là phải sử dụng cái tẩy trang cho em. Rồi bắt đầu mình rửa mặt sạch sẽ, cũng bôi serum rồi kem nữa. Nhớ là serum phải có kem đi kèm. Mấy chị biết sao không? Tại vì cái serum ha là nó sâu vô cái lớp dưỡng bên trong, nếu mà không có cái kem mà nó khóa cái bề mặt bên ngoài
Tại vì giống như là cái cửa đi, mà mấy chị đem mấy chị mà đóng cửa lại mà không khóa thì mở ra vẫn dễ ha. Thì bắt buộc cái serum mình dùng cái lớp trong, mình phải khóa một cái lớp kem ở bên ngoài nữa để cái serum nó không có trồi lên trên bề mặt. Nguyên lý hoạt động là bao giờ cái lớp nào mà nó khô hơn thì nó sẽ dưỡng cái lớp đó trước. Thì nếu như cái mặt mình á, mà mình không có bôi cái kem, mình dùng serum mà mình không bôi cái kem dưỡng bên ngoài á, thì là cái serum nó lại tác động ngược lại, nó sẽ đẩy lên phía trên. Thì vô tình lúc đó là nó không dưỡng bên lớp bên trong nữa mà lại dưỡng lớp bên ngoài. Nên lúc nào cũng phải sử dụng hai món cho em. Buổi sáng mà mình trang điểm thì mình sử dụng serum không cũng được, mình không sử dụng kem, bởi vì sử dụng kem nhiều khi cái da dầu á, nó gây bí, nó đổ dầu thêm nữa thì cái lớp trang điểm của mình nó cứ bóng 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 nó xấu. Còn buổi tối á, thì phải sử dụng serum và thêm kem nữa nha, kem khóa bên ngoài nữa ha. Rồi còn cái này là viên ngậm ngủ nha. À, chị gì ta, chị Diệu Hương ơi, chị Diệu Hương ơi, nếu như bé mà nó có nói cái gì mà gây ra hiểu lầm á, thì mong chị thông cảm nha, nhiều khi là không hiểu nhau á nha chị. Chị Hạnh Mỹ Huỳnh, một sữa rửa mặt xong nè, ok chị nha. Sữa rửa mặt xong nè. Nhiều khi trả lời tin nhắn nhiều quá đó mấy chị, cứ phải nói tắt á cho nó nhanh á. Rồi còn chị Minh Thư dùng kem lần là vừa rồi đó, tại vì là mình là bắt đầu đã gần U40 rồi, phải dùng kem lần là vừa rồi đó chứ không dùng à. Do nói chung là chắc câu hỏi rồi rồi bé nó không hiểu á, tại vì hỏi là dùng lâu hay mau á, khó trả lời lắm. Nói thật, nếu như mà hỏi em cũng biết trả lời sao luôn á, em cũng phải trả lời vậy thôi. Em cũng phải trả lời là coi như là nhiều hay ít là do da nữa, với lại là do mình dùng nhiều hay ít nữa. Chứ nếu như chị hỏi là cái chai đó nó bao nhiêu ml đó, thì trả lời nó sẽ dễ hơn nha chị. Còn nếu như mà bé nó có cái gì đó thì thôi mong chị thông cảm nha. Rồi cái slip này nè, là một hộp của nó là 250 viên nha, 250 viên, giá là 520 ngàn. Thì cái này chị nào mất ngủ thì dùng cái này rất là ok luôn, tại vì cái này là mẹ em đã dùng qua rồi. À, mẹ ruột á bị rối loạn tiền đình đó mấy chị, thì đã dùng qua rồi. Thì cái này á, là nếu như lấy một tẩy tế bào chết mặt đúng không chị? Cái tẩy tế bào chết mặt hồi tối hôm qua em có chỉ mấy chị cách sử dụng á. Mình rửa mặt sạch sẽ đi, xong rồi bắt đầu mình lau khô cái mặt đi, rồi mình chấm ở mấy điểm như nè, cứ xoay tròn cho em, nhớ là từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài nè, đó là nó theo chiều đi lên đó. Cứ xoay tròn cho em đến khi nào mấy chị cảm thấy cái da mình mà những cái nó sẽ có những cái cặn, nó sẽ có những cái cặn, cái bã nó sẽ ra. Khi nào mình cảm thấy mà cái bã nó không có ra nữa thì là coi như lúc đó ok, mình rửa mặt lại là được, là tầm khoảng cỡ 3 đến 5 phút á. 3 đến 5 phút đó. Rồi ok chị bé Tư Thái nè. Một tẩy tế bào chết mặt đúng không? Cái tẩy tế bào chết mặt ở trong đó còn không em? Em đem đó. Đem À, chị bé Tư Thái ơi, em hỏi chị mấy lần hỏi cửa hàng không, chị không trả lời em nha. à, chị bé Tư Thái chừng nào chốt hàng nhớ báo em nha. À, cái gì ta, nếu không, cái này là cho những chị nào mà mất ngủ á, có nhiều cô lớn tuổi á hay bị mất ngủ, chứ cái này là đâu đâu có dành cho những người mà ngủ được đâu. Một chai serum hả? Serum bây giờ là em hết rồi nha. Serum là phải đợi một tuần nữa, chứ serum bây giờ hết hàng rồi. Serum là phải đợi một tuần nữa. Cái serum vàng 24K đó xài ok lắm luôn á. Em từ xưa tới giờ là toàn xài nó không à. Xài từ cái thời mà cái chai chút chút như thế này nè. Trời ơi, nó tốn tiền thấy bà luôn. Từ cái thời mà chưa có đi Hàn Quốc xong rồi không có biết chị của con bạn là ở bên bển đó. Chị của con bạn là cưới chồng là người Hàn Quốc luôn, ở bên đó lâu rồi mà không biết. Rồi sau này em đi Hàn Quốc rồi em like á, thì tình cờ là nó mới thấy, nó mới nói là ủa mày mày có bán hàng hả chị tao ở bên đó đó.
Thì lúc đó là mới biết con bạn thân chơi thân từ hồi cấp 3 luôn á mà không biết á. Tại vì là xong sau này lên đại học rồi cưới chồng á, ít liên lạc, chỉ có nói chuyện rồi sơ sơ thôi, chứ chưa chưa ít liên lạc, chứ còn mà hồi xưa học cấp 3 là chơi thân lắm luôn á. Rồi sau này mới biết. Đó, cái này nè. Từ cái thời mà em dùng cái chai cái tiếp nó chút xíu vậy nè mấy chị, mà lúc đó là một hộp của nó là 4 chai mà mua 850 ngàn á mấy chị, là tính ra một chai nó có 10 ml à. 4 chai là 40 ml à, mà giá của nó tới 850 ngàn. Đó là xài từ xưa tới giờ luôn. Rồi mấy cái chai này bây giờ em cứ để dành, em dùng cái chai lớn là 100 ml, tại vì em xài ghê lắm. Cái đó em xài rất là nhiều, một ngày 2 lần, hoặc là lúc nào trang điểm là bắt buộc cũng phải xài cái này lấp lót ở phía dưới hết, nên là xài rất là nhiều. Để dành mấy cái chai này nè, rồi bỏ vô để đi du lịch đó, đi du lịch rồi cũng sang qua như thế này dùng nó tiện lắm. Đó là coi như là em xài serum vàng hơn 4K từ xưa tới giờ luôn á, xài chắc cũng phải 2 năm rồi đó, rất là ok luôn. Nên mấy chị cứ xài cái chai serum 24K đó là ok, mấy chị cứ dùng cái đó xong rồi hết, cứ dùng tiếp cho em, hết dùng tiếp cho em, dùng đều đặn như vậy thì khoảng chừng có 6 tháng thì mấy chị sẽ thấy nó cải thiện được sơ sơ một chút, khoảng được 2 3 điểm đi. Rồi bắt đầu mình dùng 1 năm là cái da mình nó đẹp lúc nào không hay luôn. Rồi còn cái chị nào mà mất ngủ thì cái viên ngậm ngủ này nha, em có bán lẻ nữa ha, em có bán lẻ nữa. À, tại vì một hộp nó 250 viên mà mẹ em bà xài mới có 10 viên 15 viên à, là cái giấc ngủ của bà nó đã ngon lại rồi, nên là từ đó là mới nói là thôi để chia nhỏ ra cho mấy chị dùng, chứ 250 viên thì nhiều quá, nhiều khi mình dùng không có hết mình bỏ phí. Cái gì ta? Gì chị bé Thư Thái chị nhắn gì vậy ta? Ê, chắc bữa nào em đi đào tạo một khóa đọc chữ có dấu không dấu quá. Sao? Sao gì vậy? Chị bé Thư Thái chị nhắn gì vậy Ngọc? Sao chốt cho chị rồi hả? Phải không? Ngày hôm qua có chốt với chị bé Thư Thái chai serum không? Không có đâu. Hả? Rồi ok chị Kim Khánh, mấy chị nào mà serum đã chốt hôm qua rồi á thì mấy chị nhớ là đừng chốt lại hôm nay nữa cho em, để em nhầm nha. Rồi cái da em nói thật, ngày xưa nó gớm, nhìn mà thấy ghê luôn, sợ luôn á mấy chị. Đi trị không biết bao nhiêu á, từ từ là coi như là bệnh viện da liễu ở Nguyễn Thông nè, nhưng mà tới đó nó cho uống thuốc thôi chứ nó không có làm gì mặt mặt hết á. Xong rồi bắt đầu là học đại học xong rồi bị là mới xuống là da liễu về quê á, rồi mới xuống da liễu ở ở Quy Nhơn á, rồi nó trị nó nặng đồ gì bú lu su hết mà cũng không được. Chị nào ở Quy Nhơn là biết tới cái chỗ mà Úc á, cái chỗ mà thẩm mỹ viện Úc ở đối diện với bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn á, ở cái đường 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 bệnh viện đa khoa là đường gì quên mất tiêu, đường tự nhiên quên mất tiêu ta, đường bệnh viện đa khoa mà cái thẩm mỹ viện Úc á, em cũng xuống đó em nặng mụn rồi rồi mà cũng không bớt, cái mặt em điều trị nhiều lắm luôn rồi mấy chị đó. Nhưng mà coi như là sau này rồi đi học một cái khóa chăm sóc da đó, cái khóa đó học khoảng 6 đến 7 tháng gì đó, là học xong rồi là tự bản thân mình biết là mình cần dùng cái gì, mình ấy cái gì là khi mà cái người khác mà người ta tư vấn cho mình đó, là lập tức phản xạ tự nhiên của mình là mình biết cái người đó là người ta nói thật hay không, rồi người ta là tư vấn có đểu hay không, mình chỉ cần hỏi lại một hai câu là mình biết ngay là cái người đó là bán hàng cho mình là bán hàng có tâm hay không, hay là chỉ chào mời để cho mình biết cái sản phẩm, chào mời để mình mua cái sản phẩm đó thôi, là tự động là mình sẽ biết liền. Nên từ đó là bắt đầu cái da nó đẹp lên lần 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 đó. Rồi chị nào mà nhìn cái hình em cách đây 2 năm rồi thì chắc tối nay em gỡ hình, xin phép mấy chị cho em gỡ hình nha. Cái hình gớp quá, nhìn nhìn em nhìn còn không ra nữa. Rồi ok mấy chị nha. Cái slip qua cái beauty.
cái này chị nào nha, mà tóc nè, móng tay nè, tóc móng tay hay gãy nè, tóc hay rụng, nhất là tóc nha, nhất là tóc, thì lấy cái loại này cho em, lấy cái loại này cho em. Cái này là nó là tóc móng tay và da, tóc móng tay và da nha. Đây healthy hair nè, skin nè, nail nè. Cái này nè là coi như chị nào mà tóc rụng á, mấy chị dùng chừng nửa hộp à, là mấy chị thấy là nó hiệu quả hẳn luôn, nó hiệu quả hẳn luôn. Cái này là giá cũng là 520.000 nha mấy chị. 520.000 một cái hộp này nè, mà tới 250 viên lận. Tới 250 viên lận, xài rất là ok luôn nha. Trời ơi chị đó chị vô nữa hả? Rồi tới 250 viên lận nha. Chị nào nha mà tóc bắt đầu đã lấm tấm bạc á, hoặc là bắt đầu mà mình cảm thấy mà mình tới cái tuổi mà tóc bạc á, lo uống bổ sung lần đi để cho cái tóc mình nó lâu bạc. Tóc mình lâu bạc ha. Cái này thì em chỉ còn cái em chỉ còn mấy hộp thôi. Em chỉ còn mấy hộp thôi nha. Không, nó gọi điện á, nó gọi điện mà cô gọi tới là đâu có nghe được, tại vì nó đang gọi điện chốt hàng cho khách á. Mụn á nha, là muốn hết á là chị phải đi tìm cái chỗ nào mà nó nặng mụn uy tín á. Mụn nó chỉ hết khi nào mà mình đi lấy cái nhân mụn ra xong rồi bắt đầu mình dưỡng, chứ còn mà nếu như vẫn còn nhân mụn á thì coi như là nó cứ xuống xong nó lên, nó xuống nó lên. Có mụn bắt buộc phải đi tìm cái chỗ nào mà nó nặng mụn ra, mà chỗ nào uy tín đó nha. Cái mụn nào già thì nặng chứ không phải mà đè đầu đè cổ mấy cái mụn mà non mà đi nặng ra nha. Đó là mụn là coi như là phải tìm cái chỗ nào nặng uy tín thì nặng ra thì nó sẽ mình dưỡng nó sẽ từ từ nha. Nói chung cái da em nó không có đẹp như hot girl đâu, nhưng mà bây giờ cảm thấy là rất là hài lòng so với lúc trước là coi như da kinh hồn lắm. À là chị bị mụn quá hả? Chị bị mụn hả chị Kim Khánh? Trời 75kg bây giờ nha. Mấy chị phải thấy mà nó nhích nhích ký lên á. Ví dụ như người mình nha, ở cái mức ví dụ như em nè, em cho phép em ở cái mức là từ 50 cho tới 53kg, cho phép ở cái mức đó thôi. Nếu như nó vượt lên 55 là phải ép cho nó xuống được 53 hoặc là 50, không cho nó lên nữa. Cái nhiều khi mấy chị đem ví dụ như nó mới có nhích lên 2kg là nghĩ ôi trời ơi mới lên 2kg không sao hết, xong để nó lên 4kg, ôi trời ơi mới có 4kg thì cũng xi nhê gì hết, cho nó lên thêm 2kg nữa 6kg là lúc đó là bắt đầu xuống là cực kỳ khó luôn. Nên là mình phải giống như là mình phải tập cho mình một cái gì đó là kiên quyết với cái bản thân. Nếu như nhích lên 2kg là bắt buộc phải ép cho nó xuống đúng về cái mức mà mình cho phép. Ví dụ em cho phép ở 50 cho tới 53kg thì nó phải nằm trong cái khuôn khổ đó thôi. Nếu như nó mà nó nhích lên một cái, nó mà nó nhích lên một cái là bắt buộc mình phải ép nó xuống liền. Đừng có để nó lên nha, đừng có để nó lên. Đó là coi như là rồi cái fish oil nè, bây giờ là ở đây là em còn 5 hộp nha. Cái omega 3, cái omega 3 này là coi như là ở nhà em là uống trường kỳ kháng chiến luôn, uống trường kỳ kháng chiến luôn. Cái này nha mấy chị, là nó tốt cho tim mạch nè, nó tốt cho mắt nè, nó tốt cho da nè, rồi là nó tốt cho não bộ nè. Cái fish oil này nè, tại vì là chị nào mà ví dụ như là mang bầu rồi đó, là nó là tiền chất của DHA, thành thử nó rất là tốt. Cái fish oil này nè, là cứ uống hoài thôi. Cái thùng collagen của cô về luôn rồi đó cô, 20 viên ngậm ngủ nữa. Ê Ngọc, cô Chính Đinh đó Ngọc, Ngọc, cái thùng collagen của cô gửi rồi, chưa đúng không?
Chưa vậy em bỏ vô 20 viên ngậm ngủ liền cho cổ luôn chứ để quên á. Không phải, hồi nãy giờ có con ở đây nó cứ nghe máy liên tục à, gọi điện liên tục à, hả? Tại vì đang cứ nghe máy chốt hàng liên tục qua mà hàng là phải đứng dậy đi đi nha. Do là bây giờ là biết sao không, chủ nhật nó không có lấy hàng mà bây giờ là hồi nãy đây nè, cái thằng nó tới lấy hàng mà lấy đâu có kịp đâu. Bây giờ là 5 giờ chủ nhật là nó không lấy hàng mà nó hẹn à. Do nãy giờ có con ở đây, có con trứng giám là nó nghe máy liên tục, nó không có bỏ máy xuống. Gọi lại cuộc gọi nhỡ cái là có khách gọi cho nó liền. Dạ, dạ, không biết không gì ạ? Đợi cho anh đợi chút. Không biết không gì? À, rồi, ok anh. Còn cái đó là... Rồi cái fish oil này nha. Dạ, dạ, em xíu. Cái da mấy chị chăm sóc á, mấy chị phải kiên nhẫn, mấy chị đừng có cái kiểu là giống như là mình mất kiên nhẫn á, xong rồi giống như hồi xưa xấu đến độ mà mụn nó nhiều quá, đi học đại học mấy chị học khá lắm nha, học rất là khá, nhưng mà cái kiểu là ngại tiếp xúc, cái mặt mụn quá mà làm sao mà cứ mỗi lần tiếp xúc lúc nào cũng coi khẩu trang y tế vậy nè. Vậy mấy chị cứ đi đâu cũng vậy, hoặc là đứng lên phát biểu một cái gì đó, đứng trước đám đông mình không tự tin với nhan sắc của mình thì làm sao mà mình tự tin để mình phát biểu trước đám đông được. Nên là nó hạn chế rất là nhiều cái thành thử là chị nào mà bây giờ có con em ở cái độ tuổi mà dậy thì ấy, mà bị mụn á là cứ coi như là phải điều trị cho mấy em liền, chứ không là tội nghiệp tụi nó. Tụi nó học mà giảm sút hay không là không, cái đó không phải đâu cô. Có con trứng giám hồi nãy giờ nó nè, là hồi nãy giờ là nó toàn nghe mà nó làm, cô thấy nó ngồi nó làm không kịp không? Thông cảm đi cô ơi, chủ nhật là bình thường không có bán, không có làm, nhưng mà tại vì hồi nãy giờ là do cái thằng giao hàng nó hối. Cô thông cảm đi, chứ bình thường chủ nhật bên con cũng không đâu có mở cửa đâu. Ngọc em bữa sau coi như là cô có gọi thấy cuộc gọi nhỡ em gọi lại chứ đừng có để cô phiền nha Ngọc. Không mà nãy giờ có con ấy chứ mà nãy giờ mà nó tầm bậy là con đã la đó rồi, nhưng mà thực chất hồi nãy giờ có con là con nó nghe liên, nó nghe liên tục luôn mà nãy giờ nó chốt hàng đó. Gọi con là do con đang hai con đâu có biết. 6785 là cái gì? Hôm bữa trước đấy chứ. Cái Tâm đúng không? Không, con biết hồi nãy giờ gọi đây là bà chứ nói chị hỏi cho em chứ còn 118 luôn. Hai cái đỏ chứ. Vậy thì cô phải nói bả từ từ đi chứ, shop nó của chủ nhật nó không có làm, nó đang bận mà. Vậy cô nói bạn cô thì từ từ đi. Bình thường là hai nhân viên mà bữa nay một con kia nó nghỉ, một mình nó mà hai mấy. Mà con đang live bên này nữa là coi như nó không thể nào mà nó trả lời cô chuyện. Đúng rồi. Cái vòng 1 của chị bao nhiêu? Nếu như mà bà nặng 52 cao 1m6 vậy đó. Bà 52 mà cao 1m6 sao mặc 1m18 vừa rộng thênh thang. Ồ vậy hả? À, bà là phải mặc size 108 à, 1m18 không vừa đâu. 52kg mà cao 1m6 mặc 1m18 là rộng thênh thang luôn. Không được. Vậy cái đó còn 1m08 thôi. Con làm gì có size 1m08 mà còn. Ồ vậy hả? Ừ. Size 1m08 là size nhỏ không có. Thì đó, cái 52kg bằng 1m6. Ví dụ 52kg mà cao cỡ con 1m55 đi thì còn ok, chấp nhận được. Hết collagen luôn hả?
chứ 152 kg mà cao mấy 6 là cao lắm, là mặt mặt rộng. Nếu như mà cổ thích mặt rộng thì ok, còn mà nếu như mà thích mặt mà vừa đẹp á thì coi như là nhưng mà tại vì cái hàng nó có 108 chứ mấy hàng khác có không, không không có 108, đa phần hàng là 108, tại vì cái size của cổ là hiếm rồi, 52 kg mà. Đó, ví dụ như cổ cao cỡ 1m56, 1m57 thì còn mặc còn được. Tại vì trên like con mặc cái size 118 là nó đã rộng rồi. Mà cổ còn cao hơn con nữa, mà nhẹ ký hơn, ký 2 kg nữa. Bóp thì phải mất túi nha. Tại vì cái hàng đó là hàng Quảng Châu, nó có cái túi bên này. Bóp là phải mất túi. Còn không, cô chỉ cô tới đây đi, xỏ một cái mụn đang giải cho con chừng. Hôm nay em không có lai đồng chị ơi. Không, chủ nhật bình thường là chủ nhật không có. Mà trời, năn nỉ mấy nhân viên tới cho nó chốt hàng cho kịp. Chứ gần Tết rồi á. Gần Tết rồi, thành thử là năn nỉ mấy nhân viên nó tới. Đó, nãy giờ nó nghe điện thoại mà một mình nó mà hai mấy. Trong khi là nhân viên là một con bé, cho mấy bữa cô tới là có một con nữa, mà con kia giờ nó nghỉ luôn rồi. Nó mua nhà, nó chuyển qua Hóc Môn, nó nghỉ luôn. Bây giờ còn mình nó, nãy giờ hai điện thoại mà nó nghe liên tục mà. Không, serum không trị mụn nha. Serum nó chỉ là dưỡng da thôi, nó dưỡng da chống lão hóa thôi, chứ serum không trị mụn. Chị Minh Thư mặt đang mụn nhiều hay sao? Bữa nay không có lai đập đâu. Không, hôm nay chủ nhật con không có lai. Cái này là cái fish oil nha mấy chị. Cái này là giá bình thường là 520 ngàn, bây giờ em sale cho mấy chị còn 490 nha, là hết hàng là hết luôn. Cái này là còn 5 hộp nha mấy chị, 5 hộp giá sale còn 490 luôn. Một hộp của nó là 200 viên nha, một hộp của nó là 200 viên. Cái date của nó là tháng 5 năm 2020 nha. Cái date của nó là tháng 5 năm 2020. Cái serum vàng 24K, nhắc tới vàng, nhắc tới sâm, nhắc tới oxen. Nhớ oxen là mấy chị cứ nhớ tới là chống lão hóa. Rồi dưỡng ẩm, nhớ tới cái đó trước đi. Rồi nó có là dưỡng ẩm xong rồi nó làm cho cái da mình nó mịn. Còn nó trắng thì nó chỉ trắng từ từ thôi, chứ nó không có trắng nhiều như cái gáy nha. Ê Ngọc, chị Linh Nguyễn chị gọi chốt hàng kìa Ngọc. Chị Linh Nguyễn chị nói chốt hàng kìa. À chốt không kịp á mấy chị thông cảm nha. Tại vì là nhân viên của em có một đứa nó nghỉ mất tiêu rồi. Là do là đã đem nó mua nhà bên bình thường là ở gần trước đây, xong rồi bây giờ mua nhà qua bên Múc bên Hóc Môn á. Nên là đi xa quá nghỉ mất tiêu rồi. Nám lỗ chân lông nha, lỗ chân lông em bày cho, lỗ chân lông em hả? Đây nè, bây giờ nó vẫn còn to nhưng mà nó giảm nhiều. Nó giảm được khoảng 50% rồi đó. Là cái lỗ chị nào mà nghe luôn ha, chị nào mà bị lỗ chân lông to nha, nám thì chịu khó sử dụng kem chống nắng từ từ nó mờ, hoặc là mình mua thêm cái viên mà viên cao nám đó, cái viên cao nám đó có không cho chị mượn cái đi. Cái viên cao nám á mình bôi thêm cái vùng đó nữa thì nó sẽ giảm rất là nhanh. Chị nào mà hiện tượng mà lỗ chân lông to nha là do da dầu. Là do da dầu nha. Thì da dầu á là coi như là mấy chị bây giờ phải khắc phục được làm sao cái da nó hết dầu thì lỗ chân lông tự động nó sẽ khít lại trước cái đã ha. Rồi thứ hai nữa là do cái bã nhờn của mình, cái bã, cái những cái chất bẩn rồi đó nó cứ bám vô trong cái lỗ chân lông á, nên đâm ra là nên đâm ra là coi như là nó sẽ gây bí lỗ chân lông, thì cái bắt buộc cái lỗ chân lông mình nó phải mở ra. Thì bây giờ nha mấy chị nào mà bị lỗ chân lông to, rửa mặt chịu khó là sắm cho em một là cái máy rửa mặt, hai là cái dạng này nè. Dạ bye bye cô, thông cảm nha cô, tại vì một mình nó nãy giờ hai mấy điện thoại nó cứ nghe luôn à. Rồi đây là cái miếng rửa mặt nè, nó có mấy cái gai nè, miếng cao su nè. Ê Ngọc, bữa sau coi như làm cái gì làm thì coi như tranh thủ nha em. Còn số điện thoại Diễm là gọi được phải không? Số điện thoại con ví dụ như like hoặc con đi ở ngoài á, là con cũng biết nghe lắm. Sao đang mời cuối chị, gọi được phải không?
Hả? Số 610 đuôi là của Diễm phải không? Của con, nhưng mà ý là của con thì ví dụ như cô mà không nghe máy thì cô cứ nhắn tin cho con đi. Xong rồi lúc... Nhắn tin mà sao nó ra cái số, ra cái màu này làm sao mà tới được? Chắc phải nhắn tin đó. Ra màu nào là sao? Mà sao nó cay là không tới được? Cái điện thoại cô còn tiền không? Trời ơi, bao la. Nó delivery nè. Là sao, do làm sao? Nhắn số này cũng không được, nhắn tin có cái áo mẫu này nè. Ủa, nhắn tin mà nhắn ảnh sao được? Trời ơi, nhắn ảnh cũng được, nhắn số chữ cũng được nè. Điểm ơi, cái sai này còn 118 không? Cũng không tới, đâu có tới đâu. Ủa, cái đó bó tay nha, nó không biết. Màu này là không được rồi, màu này là nó không tới rồi. Rồi nhắn cho mama, cho cái số này cũng không được luôn. Không, do cô nhắn ảnh á, nhắn ảnh làm sao nhắn. Không, đầu tiên là không có nhắn ảnh, đầu tiên là nhắn chữ. Rồi sau đó mới nhắn cái áo mà mẫu này. Hay là do nhắn tin dài quá ta? Có. Không có hả? Có khi nhớ nó bị lỗi mạng á, nó không có ăn được á. À, chứ thấy mấy chị khác chỉ nhắn còn bình thường mà. Ví dụ như không thấy con bắt máy vậy này. Không có nhắn chứ sợ con nghĩ không lẽ cái quần khó sáng mình nói nó vậy. Bây giờ nó sợ nó nghĩ là không nổi rồi nó. Ủa? Tự nhiên bình thường cái gì đâu. Thì bởi vì con nghĩ cái chuyện nó cái gì quan trọng đâu. Không có. Được thì được, không được thì thôi chứ cái gì đâu. À không phải đâu. Không, nó không nghe máy là do con có, con chứng kiến chứ không là con la nó rồi. Tại vì hồi nãy giờ cứ hai mấy điện thoại nó nghe hoài à. Hả? Không biết, em coi lại đi, chị không nhớ đâu. Cái đây nè, nó có cái này nè, nó có cái gai cao su này, nó mỏng lắm. Khi mình rửa mặt ha, mình bôi cái sữa rửa mặt lên, bắt đầu mình dùng cái này nè. Mình chà đều những cái này nè. Mấy chị cứ hình dung nha, cái lỗ chân lông. Còn cái lỗ chân lông của mình như thế này nha, cái mấy chị có hình dung này, cái lỗ chân lông này nó sâu bên trong vậy ha, mà mình rửa mặt mình dùng tay, mình chỉ rửa mặt cái bề ngoài này thôi, còn cái lớp bên trong nè nó không có, nó không có, có được, thì bắt buộc những cái gai này nó phải vô cái lỗ chân lông của mình, nó mới làm sạch được cái lớp bên trong, nó mới làm sạch được cái lớp bên trong. Thì chịu khó sắm nha, cái này nè, cái này không biết ở dưới mấy chị có bán hay không, thì mấy chị mua mấy cái này nè, hoặc là cái máy rửa mặt thì em ít dùng hơn, bởi vì là mỗi lần dùng nó là phải sạc pin rồi nữa, thành thử ghét lắm, dùng cái này cho nó tiện nó nhanh nữa đó. Rồi xong rồi là mình đây nè, cô mới nhắn qua alo đúng không? Được, qua nè. Được. Nhiều khi cái lúc đó nó bị lỗi mạng á cô, nhiều khi lúc đó nó bị lỗi mạng á, hoặc là cái lúc đó ví dụ như điện thoại nó ở cái vùng nào mất sóng chẳng hạn. Có nha chị ơi, vitamin E có nha. Có lẽ, còn hữu lẽ lúc nào nghe hết rồi. Có hữu lẽ. À, có hữu lẽ rồi chị. Trời ơi, em không nhớ nói gì, em nhớ nó. Thì mày lấy giá mày chia ra, trời ơi, khổ cái con này ghê. Có lẽ em chốt. Xong rồi em chốt đây. Da khô thì chị bôi cái kem... Da khô thì dùng cái kem sâm á. Em chốt với chị Linh Nguyễn luôn đi, chị hối hàng luôn rồi đó. Chị nói hai cái áo mua cho mẹ gì đó. Còn cái viên cao nám nè, nếu như bị nám thì mấy chị cứ dùng ở cái vùng đó. Lỗ chân lông to thì phải rửa mặt cho nó sạch sâu bên trong đó, là từ từ nó sẽ se khít lại. Chị Linh Nguyễn ơi, có gì chị inbox em đi. Em tự inbox vô cho chị đi rồi chị trả lời. Tàn nhang thì làm mờ thôi chứ tàn nhang nó không bớt được đâu mấy chị. Bản thân cái da em tàn nhang nè. Bản thân cái da em tàn nhang nè. Mấy chị thấy không, cái vùng này nè, tàn nhang nè. Nó vẫn có, mà mình dùng cái kem chống nắng thì nó sẽ giảm nha. Nó sẽ giảm bớt, nó không làm đậm cái lớp tàn nhang lên. Cái cao nám này là 30.000 một viên nha, 30.000 một viên. Rồi làm rối đội hình ghê. Bữa sau ráng nhìn ra coi như vài phút đi, xong em gọi cho chị hoặc là em nhắn cho chị là em đang bận hay sao đó, phải trả lời cho khách chứ để vậy rồi mất công khách họ tưởng đâu là sao mình chẳng những mình cũng trả lời mà người ta đâu có biết là mình đang rất là bận. Tại một mình hai mấy điện thoại, mà trong khi chủ nhật là bình thường không thấy nữa, mà một mình hai mấy điện thoại nghe liên tục vậy làm sao mà ấy được. Nên là còn không thì coi như em bây giờ coi như tìm ra, đâu có tìm ra đứa nào nữa đâu, gần Tết rồi. Chị nào đi xin qua đây làm rồi đây mấy chị, cái
cái focus factor nè. Bây giờ em nói sơ sơ qua mấy cái công dụng này thôi, còn mấy chị muốn tìm hiểu á, à không phải cái tiếng nhà thờ tiếng nhạc gì nữa, nhà thờ đó, tại vì nhà em ở gần nhà thờ. Không, đầu tư không có đầu tư nhiều, đầu tư bình thường thôi, không có đầu tư nhiều, nhưng mà biết cách, biết cách. Chứ ngày xưa mà bị mụn là còn đầu tư ác chiến nữa, nhưng mà biết cách chứ không phải là đầu tư nhiều đâu, đơn giản lắm, rất là đơn giản luôn. Không có đầu tư nhiều đâu, ngày xưa bị là mới đầu tư nhiều, chứ còn bây giờ mình biết cách rồi mình làm cũng 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 dễ lắm, không có gì hết á. À, chị lấy 200 viên cho chị xem hũ kem xăm, kem xăm hết sạch rồi. Bây giờ chị Hồng Vân ơi, chị muốn coi lại cái hũ kem xăm á. Chị coi lại cái like hồi tối giùm em nha, tại vì kem xăm bây giờ đã đóng gói, chuẩn bị giao, đóng gói hết lại rồi, chích keo lại, đóng thùng hết luôn rồi. Kem xăm bây giờ hiện tại ở shop em hết rồi. À, nó là của cái hãng này nè. Nó là của cái hãng này nè, mà bây giờ kem xăm em hết rồi, còn sữa rửa mặt. Dạ đúng rồi, nói chung là nhiều chị khách á, mà mình giải thích hiểu thì ok, còn nhiều chị khách mà mình giải thích không hiểu á là cũng buồn, nói chung cũng buồn lắm. Có hôm bữa trước mà mấy chị mà lên nói em mấy ngày á, trời ơi tối nó ngủ không được luôn á. Đây, con chị bị mụn có xài bị mụn có thâm xài gì em, 22 tuổi, mụn nhiều không chị Thúy Huỳnh ơi? Đây nè, cái kem xăm của cái hiệu này nè, kem xăm là giá của nó là 350.000 một hũ. Thì cái kem xăm nó phù hợp cho những chị mà ở độ tuổi từ khoảng 40 tuổi trở lên, là nó là chống lão hóa và dưỡng ẩm, nó hợp cho những chị nào mà da khô nha. Kem xăm là dùng được, rất là hợp cho da khô. À rồi chị, rồi mấy bữa nhớ chị mà chị đặt lần 2-3 tiếp mà. Rồi, còn chị Thúy Huỳnh ơi, con chị bị mụn nha, bị mụn nhiều hay ít? Nếu như mà bị cái gì nhiều á, chị comment inbox vô cho em đi, thì em rảnh á, em sẽ tư vấn cho. Hoặc là chị chụp hình cái mặt của con chị á, chụp gửi cho em, chụp gửi cho em để em tư vấn cho. Trời ơi đây, mụn một thời kinh kinh hồn luôn, nhìn là thấy sợ luôn. Rồi, cái factor này nè mấy chị, cái focus factor này nè, là coi như là cái hộp này á, là nó dành cho những ai mà ví dụ như học hành căng thẳng nè, hoặc là làm việc căng thẳng đó, làm việc căng thẳng nha. Hiện tại ở đây em chỉ còn có 3 hũ thôi, hiện tại chỉ còn 3 hũ thôi nha. Thì giá bình thường của nó là 650.000, bây giờ em sale cho mấy chị là bán lỗ luôn, là còn là 590 luôn ha, còn 590 hộp này luôn nha. Nói chung là mấy cái này là xong xuôi hết rồi, là em dứt điểm em không bán nữa đó, là hàng Mỹ này nè. Cái này là do là thằng em trai em nó đang học 12 trường Lê Quý Đôn Quý Nhơn á, học trường chuyên á, là nó dùng là trời, cái thằng đó giống như là con cầu con khẩn ăn, cứ bị bệnh hoài à, nên là cứ mỗi lần học hành căng thẳng là nhức đầu á. Thật em mua cái này cho nó uống, là uống ok, là coi như là em hôm bữa trước cũng có chị nào đó chỉ đặt một hũ á, em lấy thêm dư ra. Thì tại vì nhiều chị có thể là không có biết, nói là nó, nhưng mà thực chất nó là vitamin nhóm B chứ không có gì hết trơn á mấy chị. Nhóm B là cái nhóm bộ não, thành thực ở trong này nó có vitamin A nè, vitamin C nè, vitamin D nè, vitamin E nè, rồi cái gì ta, vitamin B6 nè, B12 nè, acid folic nè, rồi cái gì đây, niacin gì đây nè, đó, đa phần là vitamin không à, biotin nữa nè, toàn bộ là vitamin hết, hàng Mỹ nha, hàng Mỹ. Rồi ok, để em chốt cho chị luôn, tại vì bây giờ là em đặt hàng là sát nắp luôn, chứ em không đặt dư nữa do gần Tết rồi. Em cố gắng giải phóng hàng đi cho nó hết luôn. Em giải phóng hàng cho nó hết luôn. Hả? Không chị, em có bán ST. Trời ơi, nghe gì Diễm, thôi kêu chị Diễm đi, nghe gì Diễm nó già quá. Rồi thiệt sự mình già rồi mà cứ nghĩ mình còn trẻ. Rồi, đây.
Đây, còn cái này là cái vitamin dành cho người lớn tuổi nè, vitamin dành cho người lớn tuổi, nhưng mà nó là dạng kẹo. Nó là dạng kẹo nha, trong này nè nó có là vitamin A, C, D, E, rồi vitamin B6, rồi B12, biotin, rồi kẽm, rồi canxi, magie. Đó, nó có đầy đủ hết tất cả các thành phần nha mấy chị. Nhưng mà ví dụ đừng coi thử cái này nó làm dạng kẹo, Giá của cái hũ này là 420.000. Cái hộp của nó là 160 viên nha, ở đây là nó ghi nè. Là sử dụng 2 viên một ngày. 160 viên. Thì bây giờ 420 em sale cho mấy chị giá còn 390 luôn. Sale cho mấy chị giá còn 390 luôn nha. Em ở đây em còn tới 4 hộp lận. Em còn tới 4 hộp nha. Đó, sale cho mấy chị giá 390 đa vitamin. Hai mẹ con ghi chị luôn. Rồi. Rồi cái quanh ở đây này nha. Cái quanh ở đây này là dành cho phụ nữ. Nữ là 50 cộng nè, 50 tuổi trở lên nè. Cái này thì mình mua về cho mẹ hoặc là cho bà đó. Tại vì uống những cái loại kia cứ thứ viên nó nhiều quá mấy chị, nó rối. Thì có thể là dùng cái này. Anh kêu con xuống đâu tắm rửa gội đầu luôn đi. Rồi xong rồi chở mấy tụi nó đi chơi chút đi, từ ngày hôm qua giờ em hứa tụi nó cho đi chơi mà chưa có cho đi. Rồi sáng giờ nó đọc đi đọc kinh luôn. Kêu hai 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 nó xuống đi gội đầu rồi luôn em. Cái gì ta? Cái nào chị? Cái gì mà ban ngày hả? Ban ngày em bán bao nhiêu một hộp, loại nào vậy chị? Cái này nha, là giá là em hôm bữa chị nào, chị Sương Nguyễn lấy cái hộp này đúng không? Hôm bữa chị Sương Nguyễn lấy cái này đúng không? À đúng rồi. Bữa sau em trừ cho chị lại 100 ngàn luôn đi nha. Bây giờ chị sale xuống, chị sale xả luôn. Như, bữa hình như em gửi chưa ta? Gửi rồi hả? Bữa sau trừ lại cho chị 100 ngàn đi. Rồi. Chị Sương Nguyễn nhắc em nha. Chị Sương Nguyễn mà còn xem ở đó, bữa sau nhắn bé nó trừ lại 100 ngàn cho. Mẫu này bây giờ em sale xuống còn 650 ngàn luôn. 650 ngàn luôn nha. Cái này em còn 2 hộp nè. Em còn 2 hộp cái quanh ở đây nè. Chị nào lấy thì là chốt hàng cho em luôn. 220 viên nha. Một ngày sử dụng 1 viên thôi, 220 viên. Thì cái này là dành cho phụ nữ là 50 cộng nha, 50 tuổi trở lên nha mấy chị. 50 tuổi trở lên. Rồi, dành cho nam luôn. Có nam có, nữ có luôn ha. Nam có, nữ có luôn. Thì cái nam này sale xuống còn 650 luôn ha. 650 luôn. Cái này nè mấy chị, nó ghi nè, tốt cho tim mạch nè, rồi cho vận động nè, máu nè, cơ bắp nè. Đó, cái quanh ở đây. Thì mấy chị có thể là tìm, em đưa cái hộp này nè, mấy chị có thể chụp hình hoặc là mấy chị lên Google á, mấy chị search, mấy chị tìm hiểu thêm cái công dụng của nó nữa nha. Rồi, cái chai xương khớp nước. Chai xương khớp nước nha. Cái chai này á, là coi như là nó rất là hợp cho những ai mà bị khô khớp. Nhớ là bị khô khớp nha, bị khô khớp. Ông chồng em cái ngón tay này cứ làm cái kiểu là làm đi làm ở chồng em bên xây dựng á, cái kiểu là đi rồi nhiều khi là thợ nó không có đủ thợ, rồi bắt đầu cũng vô rồi phụ á, nên là ví dụ như cầm máy cắt hay là cầm cái gì đó nhiều quá mấy chị, cái đốt ngón tay này nó cứ khô, nó cứ kêu rách vậy nè. Đó, rồi bà dì em là bị khô khớp. Là cái này á, là do bà dì nè, bà uống xong rồi bà khô khớp, bà đi cầu thang không được, cứ mỗi lần bước cầu thang là nó đau, nó nhức cái khớp gối, với lại là nó cứ kêu rách á. Thành thử là từ bà dì bà dùng xong rồi là đó là khơi nguồn cho em bán hàng Mỹ, là từ lúc đó luôn á. Là con dâu của dì đó là ở bên Mỹ đó, hai vợ chồng ở bên Mỹ đó em nhờ mua đó. Là cái này á, là chị nào bị khô khớp uống rất là hiệu quả luôn nha, uống hiệu quả cực kỳ. Đó, ông chồng em uống mới có nửa chai chứ nhiều, mà mấy cái đốt ngón tay này là nó hết, nó không có còn ấy luôn. Cái chai này là giá 850 ngàn nha mấy chị, 850 ngàn ha. Ngày xưa mấy chị là coi như là mấy chị mua hai lọ là em free ship, mà bây giờ em đã sale giá lỗ rồi, do đó là em không có miễn ship được nha mấy chị, thông cảm nha.
hồi trước là chưa có sale á, là coi như là cái này là coi như em bán giải phóng hàng hết để em không bán nó nữa, nên là em bán cái giá đó là giá nó đã cái hàng Mỹ giá về luôn rồi đó, có nhiều loại là em giảm cho mấy chị lỗ thêm 10-20 ngàn gì nữa đó, nên là em không miễn ship cho mấy chị nha. Cái bên ngay đỏ này á, giá là 230, giá là 230 ngàn một tiếp đó nha. Cái tiếp này tiếp lớn á. Em có cái ghế nào cho chị lấy không? Sao mình cao dữ vậy trời. Trời ơi, nó thấy tôi vậy nè, nó khoái chí nó cười bay. Đây giá là 230 nha. Cái tiếp này tiếp lớn, tiếp này là 113 gram nha, 113 gram. Ủa áo 195 nha, áo đó mà ngắn á chị, ngắn thì chị đổi lại đi, ngắn thì chị đổi lại. Rồi cái này là 230 nha. Vitamin E nha mấy chị, vitamin E nè, là một hộp của nó là 550 viên nha mấy chị, giá là 550 ngàn ha, giá là 550 ngàn. Cái vitamin E này á, dùng được nhiều công dụng lắm. Hai đứa xuống tắm đi, nói ba xuống gội đầu rồi sạch sẽ hết đi, lấy đồ xuống thay luôn đi con. Mẹ ấy xong rồi là mẹ chở đi chơi, đi nhanh lên. Mà đi đâu mà? Hả? Đi đâu tính sau, thay đồ trước đi. Rồi cái này á mấy chị, vitamin E nha, chị nào mà mua rồi mà có ở nhà á, cái con mắt mình ở nha, nó hợp với vitamin E lắm. Mấy chị cứ lấy ngắt một, lấy cây kim á, chọt một cái đầu của nó xong rồi bắt đầu mình bôi nè. Rồi bắt đầu mấy chị dùng hai ngón tay nè, mấy chị cứ massage cho em. Massage đều con mắt cho em. Là cái khóe mắt á, nó không có nhăn, nó không có bị nhăn ở cái khóe mắt, nó rất là hay luôn. Rồi xong rồi nếu như còn lại á, thì mình bôi đều hết cái mặt mình để chừng 20 phút, giống như đắp mặt nạ vậy đó. Rồi là mình lấy, còn chị nào mà da thiệt khô á, lấy vitamin E bôi mặt thường xuyên cho em, xong rồi mình để khoảng 20 phút nửa tiếng đồng hồ mà rửa mặt lại sạch là cái da mình nó rất là mềm luôn nha, cái da rất là mềm luôn. Mẹ ơi, mẹ hay đi quận nhất rồi con. Giờ này mà đi quận nhất nữa, mới đi lớp mà biết quận nhất, quận 2 rồi nữa, mệt khổ ghê. Rồi cái này là glucosamine dạng viên nè mấy chị. Glucosamine dạng viên nha. Thì cái dạng nước hồi nãy á, thì chị nào mà đang bị đau, đang bị khô khớp thì mấy chị dùng dạng nước thì nó sẽ hiệu quả rất là nhanh. Nó sẽ hiệu quả. Cái gì vậy ta? Đứa nào ăn kẹo mà làm cho người chị dính kẹo vậy? Nó sẽ hiệu quả rất là nhanh nha. Còn cái glucosamine dạng viên này nè, thì chị nào mà ví dụ như mình cái nguy cơ mình sẽ bị khô khớp á, thì mình uống mình bổ sung vô. Nhưng mà cái glucosamine này á, thì nó không phù hợp cho những người bị tiểu đường nha. Tại vì gluco á, cái gốc gluco á, thì những người bị tiểu đường là không có nên dùng, không nên dùng cái gluco nha mấy chị. Gluco dạng viên này á, thì là 690 ngàn. Thì bây giờ em sale cho mấy chị giá là còn 600 luôn nha. Sale glucosamine dạng viên này là giá còn 600 luôn. Nó là 375 viên nha, một ngày mình sử dụng 2 viên. Đây, glucosamine dạng viên nha mấy chị. Đắt của nó tới tháng 4 năm 20 lận nha. Sale xuống còn 600 luôn. Cái này là dành cho mấy bé Smart Band. Cái này là dành cho mấy bé là cái này là dành cho mấy bé là từ 3 tuổi nè. Từ 3 tuổi cho tới lớn hơn luôn á, là khoảng từ 3 tuổi cho tới người lớn luôn á, là dùng là một ngày là 4 viên nè. Một ngày là 4 viên nha. Cái này là cũng là dạng vitamin nhưng mà nó tập trung cho trí não là nhiều. Nó có fish oil rồi DHA rồi choline nè. Đa phần là tập trung trí não là nhiều cái này nè mấy chị. Smart và thông minh nè. Đó. Cái này là giá là 650 ngàn nha. Bây giờ cái loại này em sale cho mấy chị giá còn 600 luôn. Sale cho mấy chị giá còn 600 luôn. Em chỉ còn 3 hộp thôi. Còn 3 hộp thôi nha. Hả? Cái gì?
Chị Hồng Vân lấy một lọ gì chị Hồng Vân ơi? Chị lấy một lọ gì vậy? Chị nhắn em luôn, tại vì bây giờ em sale này là sale lỗ luôn rồi á. Tại vì hàng Mỹ về tùy loại em chỉ cộng cho mấy chị từ 80 đến 100 ngàn thôi. Nên là bây giờ em xả xuống lỗ luôn rồi. Nên là chị nào mà cảm thấy là mình hợp với cái loại đó, hoặc là mình mua để làm quà tặng cho Tết nè, mình mua làm quà tặng á, thì mấy chị cứ đặt hàng về để dành dùng không sao hết nha. Cái đát nào xa thì em sẽ báo cho mấy chị, còn đát nào gần em sẽ báo cho mấy chị nha. Còn đát xa em cũng sẽ nói cho mấy chị, để cho mấy chị tiện, mấy chị mua về thấy sale mấy chị mua về, mấy chị để dùng dần, hoặc là mình tặng cho ai cũng được nha. Chứ hàng này là bây giờ bắt đầu là em thanh lý hết hàng này rồi, là em không bán hàng này nữa. Em không bán hàng nữa, chị nào mà đặt hàng là mới ok thôi. À, chị Hồng Vân chị lấy cái hộp luôn em. Rồi, cái này là cái viên kẹo dẻo cho mấy bé nè. Viên kẹo dẻo cho mấy bé nè. Cái này là thuộc dạng đa vitamin nha. Hồi nãy giờ mấy chị có thấy là vì sao mà coi như mấy bé mà nó có nhiều loại không? Cái kia là nó tập trung cho trí não. Cái con cú á, là nó chuyên tập trung cho trí não. Còn cái này nè, là nó là đa vitamin. Có nghĩa là nó bổ sung đầy đủ hết tất cả các loại vitamin tổng hợp luôn. Đó, là chị nào mà muốn cái kiểu là phát triển toàn bộ thì dùng cái này, còn chuyên về não bộ thì lại dùng cái smart, cái con cú á đó, là coi như là chuyên về cái smart nha. Cái hộp này là giá 380.000 một lọ, bây giờ em sale còn 350 luôn. Ngày hôm qua chị nào lấy một hộp này nè, em sale xuống cho chị 350 luôn nha. Chị nhớ như chị Thanh Nga sao á nha. Cái mà ngày hôm qua em kêu children mà em kêu cái gì đó, sale xuống còn 350 luôn. Rồi em sale xuống cho mấy chị còn 350 cái hộp này luôn nha. Hộp này thì là bé mà từ 2 tới 3 tuổi thì dùng 1 viên một ngày, còn 4 tuổi trở lên thì dùng 2 viên một ngày. Giá là 350.000 nha. Cái này thì là đa vitamin, có nghĩa là bổ sung tổng hợp hết tất cả các loại vitamin. Còn cái con cú hồi nãy là chuyên về trí não nha. Sữa ông chúa này em đang uống lại luôn nè. Đáng lý là tới tháng 6 mà tới á, là mới đúng là tại vì một năm là uống chừng là 3 bộ như thế này, 3 hộp như thế này, một hộp nó là 20 ống, là uống 3 hộp như thế này một năm là ok. Nhưng mà là do là tính là năm sau đi kiếm ớt á, nên cái này á, là nó là giống như là nó bổ sung cái hormone á, cái kiểu là nó tăng cường cái hormone, cái hormone nữ á mấy chị. Nên là chuẩn bị năm sau kiếm ớt, nên là em phải uống lại. Đang để đầu tủ lạnh để em mở ra cái hộp em đang uống cho mấy chị xem. 850 đưa 105 bao nhiêu? 850 điểm thối là 200. Trời ơi, con này nó trừ gì mà dở vậy. Đây nè mấy chị, cái lọ của nó nè. Cái ống sữa ông chúa này nè. Kiếm ớt là gì hả? Đi lên trên mạng Google search thử đi, kiếm ớt là cái gì? Lên trên mạng Google search thử kiếm ớt là cái gì? Có ai biết kiếm ớt là gì không? Em coi thử đi. Chị Cẩm Lệ thôi, chị lấy Lê Cẩm Lệ, chị lấy cái hộp gì? Rồi, chị Sương Nguyễn lấy hộp kẹo đa vitamin cho bé đúng không? Em trừ lại cho chị 100.000 cái mũ hôm bữa mà quanh ở đây á, em tính cho chị, bây giờ em sale luôn, em trừ lại cho chị nha. Hàng này là hàng Mỹ hết, mấy chị yên tâm nha. Có bill, có oi về hẳn hoi luôn. Kiếm ớt là gì? Đúng, mấy chị có ai biết kiếm ớt là cái gì không? Chị Sương Nguyễn lấy cái hộp đa vitamin em bé này đúng không? Cho chị mượn cái kéo đi Ngọc. Cách đôi đây.
kẹo cho bé này xài dùng rất là ok nha mấy chị. Thay vì mình cho mấy bé nó uống vitamin nó lười, nghe tới chữ thuốc nó sợ mà mình cũng hay quên nữa. Mình cũng hay quên nữa, mấy chị cho kẹo đây là coi như bảo đảm là không bao giờ quên luôn. Mấy đứa nó nhớ ghê lắm. Ủa cho nó làm chi mà cái cách này khó mở dữ ta. Rồi ok nha. Là chị đó, đúng rồi, chị Hưng Kim chị nói đúng rồi đó. Đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Chị Sương Nguyễn một hũ nè. Rồi ok chị Sương Nguyễn nè, 350 nha. Xong rồi chị Cẩm Lệ nè. Nó giống như kẹo chip chip vậy đó mấy chị, giống y chang kẹo chip chip vậy đó. Đây nè. Trời, mấy bé nhà em nó dùng hết hai ba hộp rồi đó. Mấy đứa nó ghiền cái hộp này lắm luôn á. Ủa cái vỏ không, mấy bữa để ở đây mấy đứa nó uống xong rồi, em chịu dục em để ở đây đâu mất tiêu rồi. Chị Cẩm Lệ Nguyễn ơi, cho em số điện thoại nha chị ơi. Cho em số điện thoại nha. Chị danh dịp một hộp nè. Rồi ok chị danh dịp một hộp nè. Rồi chị danh dịp một hộp. Chị danh dịp hình như có số điện thoại danh dịp, mình đâu có khách lạ đâu đúng không em? Chưa có khách trùng tên đúng không? Sữa ông chúa là 580.000 nha. Sữa ông chúa là 580.000. Sữa ông chúa dạng ống. Rồi ok chị Cẩm Lệ, chị cũng hai gái giống em hả? Hả? Chị Cẩm Lệ lấy gì nữa? Chị Cẩm Lệ. Chị có đơn hả? À. Cái đơn chị kia em chốt á. Đây nè, chị có ông hũ đây nữa nè. Coi chưa gửi hàng đi thì bỏ vô thêm đi chị. Sữa ông chúa 58 đúng không? 58 hay 6 nữa? 58. 558 á chị, sữa ông chúa 558. Thuốc bổ mắt chị uống omega 3 cho em. Thuốc bổ mắt chị uống omega 3 cho em nha. Con mắt em á là nó cận à chị biết ở đâu ra rồi, kêu đây nè Ngọc. À nó đó. Trời ơi nó dính tay chị hết trơn. Nó sốt đây nè. Đây. Bổ mắt uống omega 3 cho em. Mắt em á là một con cận là 1,75 độ. À, nó cận và nó có độ loạn nhẹ nữa. Rồi một con nữa là 2 độ. Nhưng mà em ít khi nào đeo kính lắm. Bởi vì mấy chị biết đeo kính thì sao không? Đeo kính sau này nó làm cho con mắt mình nó bị mài mài á. Thành thử là chỉ khi nào mà em đi xem phim, hoặc là khi nào mà em giống như là đi xe máy thì bình thường không cần đeo kính. Mà ví dụ như đi đâu mà mình cần nhìn chữ á, mình cần nhìn chữ để mình đọc á, thì coi như lúc đó là em mới đeo kính thôi. Chứ còn bình thường là em không có đeo kính. Đó. Mà lúc trước thì nó mỏi mắt, nhưng mà uống cái mua omega 3 này nè. Em uống qua tới cái hộp thứ 3 luôn. Em uống qua tới cái hộp thứ 3 luôn rồi. Cái này là coi như là nhà là vợ chồng là uống hết trơn luôn á. Đây cái viên đó nè. Không em đâu có xài len đâu. Em không có xài len, em không đeo kính, không có đeo gì hết trơn luôn á.
Đây nè, cái viên nó này nha. Cái dầu cá mà mấy chị mua bình thường ở ngoài á, cái hàng của mình, ở đây em không phân biệt hàng ngoại và hàng Việt, nhưng mà ý ở đây em nói á, cái hàng Việt của mình hồi xưa em có mỏi mắt rồi em uống cái hàng của mình đó nha. Mỗi lần uống xong rồi mà ợ lên á, cái mùi tanh của cá á, trời ơi nó sợ mà nó ám ảnh luôn á, không dám uống luôn á. Nhưng mà cái omega 3 này nè mấy chị, nó không có mùi gì hết trơn á. Mấy chị uống xong rồi có ợ rồi gì lên á, nó không có bay cái mùi tanh của cá. Thành thử nó được cái đó, uống rất là dễ chịu luôn. Cái này là một ngày mình dùng 2 viên nè. Một hộp của nó là 200 viên nha. Hàng này em cũng đang sale luôn, đang giảm giá cho mấy chị luôn. Cái lọ này là lọ em đang uống. Em đang giảm cho mấy chị là 520, em giảm xuống còn 490.000 luôn nè. Cái này nó vừa bổ mắt, rồi vừa tim mạch, rồi vừa là coi như là xương khớp rồi nữa. Nói chung là nó là rất là tốt, bổ não nữa. Bổ não nữa nên chị dùng cái omega 3 này. Nếu chị nào mà cần bổ mắt thì uống cái omega 3 này. Cái này là cái omega 3. Uống cái này nó hay lắm, nó bổ mắt, tim mạch, rồi xong rồi là bổ não nữa, nó tổng hợp nó bổ hết mấy cái đó luôn á. Cái này nè. Uống rất là tốt luôn, mình uống cứ kéo dài trường kỳ kháng chiến luôn nha. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn nè, một hộp omega 3 nè. Hai hộp mật ngào nữa. Chị Hạnh Nguyễn hai hộp mật ngào á, em có ghi chưa? Em đóng gói luôn rồi. Mật ngào luôn hả? Rồi, đóng gói luôn rồi. Có mật ngào không? Chỉ còn đơn đây nữa nè, ngày mai ấy luôn. Đây nè, chỉ còn đơn nè. Ngày mai bỏ vô thêm cho chị. Rồi, cái omega 3 đúng không chị? Xong cái này rồi là em không có bán hàng Mỹ nữa mấy chị. Chị nào mà ví dụ như có muốn đặt cái gì thì đặt trước cho em khoảng 15 ngày, hàng về là 15 ngày. Chị nào muốn đặt cái gì thì em gom lại nhiều một xíu, rồi đặt trước cho em 15 ngày thì em mới ấy. Hoặc là khi nào mà ở nhà mà cần dùng cái gì thì coi như chị nào có đặt hàng thì em gửi chung về luôn. Chứ cái này bán nó thật không có lời mà bị động vốn rất là nhiều luôn. Mà mấy chị lại so sánh giá nữa. Rồi chị Hồng Vân nè. Rồi ok chị Hưng Kim nha, một hộp omega 3 luôn. Mấy cái đơn mấy chị có ở đây, ngày mai em chốt lại em gửi lại nha chị Ngọc Hưng Kim rồi nữa nè. Rồi ok chị Hương Kim nha. Mật ngào. Mật ngào là 150.000 một hộp nha. Một hộp của nó là 400g á. Mật ngào là 150.000 hộp. Ăn ghiền lắm mấy chị ơi. Cái mật ngào á, em nói những chị mà ở quê em nha, mật ngào là đặc sản của quê em đó. Nói tới Bình Định là phải nói tới mật ngào là đặc sản ở quê á. Nhưng mà chưa chắc gì những chị ở quê đã biết chỗ mua nha. Chưa chắc gì những chị ở quê đã biết chỗ để mua đâu. Vitamin E là 500 550 nha chị. Vitamin E là 550, 500 viên lận. Em Ngọc ơi, cái chị áo của chị sumo rớt quá trời nè em. Omega 3 ngày 2 viên nha mấy chị yên tâm. Khi mà em gửi hàng cho mấy chị á, khi mà em gửi hàng cho mấy chị em sẽ kèm theo một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho mấy chị nè, là nó có công dụng gì trong này và một ngày sử dụng bao nhiêu viên, đối tượng nào cần phải sử dụng. Là khi em gửi hàng cho mấy chị nó sẽ có một cái tờ này nha. Nó sẽ có một cái tờ này. Cái gì ta? Ủa mật ngào mà, mật ngào là hàng ở quê em Bình Định thôi chứ của hãng nào chị? Mật ngào là ở quê em của Bình Định thôi, mật. Chị Hoa Hồng một hộp sữa ong chúa. Ok chị Hoa Hồng nha, ngày mai cái sữa ong chúa này em phải bọc gói lại cẩn thận cho để nó bể đi nào.
Rồi ok chị Hoa Hồng. Của chị Hoa Hồng này là Hoa Hồng này là Đà Nẵng đúng không? Rồi. Giấy thơm đó chị. Giấy thơm nha. Cái này là giấy thơm nha, giá là ha 350.000 nha mấy chị. 350.000 một hộp. Một hộp của nó là 250 tờ nha. À rồi chị Bạch Vân Di Thị, một cái lọ omega 3 đúng không? Cái đó là nó bổ mắt, bổ tim mạch, bổ não nữa. Cái omega 3 đó là em còn một hộp thôi đó nha. Cái này nè mấy chị, không tin mấy chị về dùng thử coi. Mấy chị dùng thử cái hàng Việt Nam mình á, mỗi lần mà mấy chị ở là một cái chỗ nó bay mùi tanh của cá, nó khó chịu cái viên dầu cá của mình á. Nó khó chịu ghê lắm. Còn cái loại này á là coi như là mấy chị về hả? Uống bình thường. Nhớ hồi nhỏ mà mẹ có mua cái omega 3 mà của hàng mình cho uống hồi còn đi học để bổ mắt rồi đó. Do bị cận mà. Xong rồi uống trời ơi nó tanh gì mà ám ảnh luôn á. Rồi ok chị Bạch Vân Di Thị nè. Sale còn 490 luôn ha. Với 200 viên là một ngày sử dụng 2 viên. Khi em gửi cho mấy chị em sẽ đính kèm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cho mấy chị. Hả? Rồi lấy một hộp dưa leo cho chị Kim Chi Nguyễn đúng không? Ok chị Kim Chi Nguyễn nè. Ok chị Kim Chi Nguyễn nha, một hộp dưa leo này nha. Cái hộp dưa leo này nè. À, cái gì ta? Để lấy thêm rồi chốt. Ok chị nha. Ok chị. Một hộp bổ mắt nữa, rồi một hộp omega 3 cho chị bé Thu Thái nữa. Ở nhà đó mấy chị. Chị nào mà có mấy bé mà từ khoảng 15 tuổi trở lên á. Ai? Rồi để lát nữa em like sữa Ensure luôn, sale cho mấy chị luôn. Cái bộ mắt này nè, thì ở nhà chị nào á nha mà có mấy bé mà khoảng từ 15 tuổi trở lên á thì mấy chị cho uống luôn, uống cả nhà luôn nha. À, coi như là ông xã rồi hay là anh chị em gì trong nhà đồ gì hết á, cái này uống rất là tốt. Cái omega 3 này nè là uống từ bây giờ để ngăn ngừa những bệnh về tim mạch, nó vừa bổ mắt mà nó giảm sau này là não bộ của mình nó sẽ dễ bị mà rối loạn tiền đình hoặc mất trí nhớ rồi đó. Thì thành thử mình uống omega 3 này rất là tốt nha. Ở nhà coi như cho hết tất cả những người nào ở trong nhà cứ dùng cái này luôn. Cái này em hết luôn rồi nha. Em hết luôn rồi, hết rồi đúng không? Em để cho anh hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi là hết sạch luôn rồi nha mấy chị. Cái omega 3 này là em hết luôn rồi nha. Chị bé Tư Thái một hộp nè. Cái gì con? Coi thử chị hai chị để ở đâu. Rồi là em hết bộ mắt đó. Hết rồi chị Cúc Kim ơi. Omega 3 em hết rồi nha. Kem xăm bao nhiêu? Kem xăm dưỡng mặt là 390.000 nha. Sữa Ensure nè. Sữa Ensure còn 2 hộp em để đây luôn hết rồi hả? Rồi sữa Ensure là em còn 2 hộp nha. Cái date của nó là tới ngày 1 tháng 1 năm 2020 nha mấy chị. Sữa Ensure nè.
là giá là em về là em bán là 450 ngàn á, là lời đúng 40-50 ngàn một hộp đó. Bây giờ em sale cho mấy chị giá còn 400 ngàn là giá đúng giá em nhập về luôn. Tại vì sữa mấy chị biết sao không, nhập bằng đường chính ngạch, có nghĩa là đi là nhập bằng đường máy bay về đó, là nó tính cả phí sữa lẫn là phí hải quan nữa. Nhiều chị đi xách tay về kiểu là giống như người nhà mình mua sữa bển đi về, là giống như là mang hàng về bên đây cho người thân á, mà mua ít á thì nó sẽ không có đánh phí hải quan, nó sẽ không có đánh cái phí sữa nên nó sẽ rẻ. Còn cái này là em đi nhập đường chính ngạch luôn, đâu có ai mà quen mà cứ xách ba cái đồ này về hoài mấy chị, nên là phải nhập qua công ty á, là nhập về đường chính ngạch, nên là về là nó đánh phí sữa và phí hải quan nữa. Nên cái lon này á, là về vốn của em là đúng 400 ngàn luôn, là em bán 450 nhưng mà bây giờ là coi như là chị nào mua em để 400 ngàn luôn. Em còn đúng 2 hộp luôn sữa em xua. Cái này là 400 gram nha, 400 gram đó. Rồi ok chị Kim Chi nha, chị nào lấy cái sữa Ensure thì báo em nha. Còn đúng 2 hộp, một hộp của nó là 400 gram nha. Sữa Ensure này là sữa Ensure Mỹ đây nha mấy chị, sữa Ensure Mỹ nha. Chả hiểu vì sao trên cái lon sữa nó ghi nè, not to be sold in Vietnam or Mexico nè, là không bán ở thị trường Việt Nam và ở Mexico nữa. Nó ghi ở trên đó luôn. Rồi ok chị Canh Phạm nè, chị Canh Phạm chăm số điện thoại nha chị Canh Phạm ơi. Cái khăn ở trên cây kia kìa. Chị Canh Phạm chăm số điện thoại luôn nha. Sale 400 ngàn cho mấy chị luôn. Rồi cái lọ dưỡng body nè, hiện tại bây giờ là công ty nó báo hết hàng rồi, chỉ em nhập về chỉ còn đúng 3 thùng. Nhưng mà là đã đi hết một thùng rồi. Đi hết một thùng rồi đúng không? Đã đi hết một thùng rồi, còn đúng 2 thùng, một thùng của nó chỉ có 12 hộp thôi. Một thùng chỉ có 12 hộp thôi, em bán hết một thùng rồi. Bây giờ hiện tại là chỉ còn đúng 2 thùng duy nhất thôi. Chị nào chưa có cái này để dành mà đi chơi Tết á, thì mua gấp liền cho em chứ để không còn hàng nha. Giá là 250 ngàn một hộp. Cái này là hộp em xài. Xài coi như là em hay chiết ra cái hộp nhỏ lắm. Em hay chiết ra cái hộp nhỏ. Cái này là cái đây, xài cũng hết rồi chứ không còn nhiều nữa đâu. Chắc xài cỡ chừng 2 Tết này nữa là hết rồi. Tại vì không xài thôi chứ xài là nhanh lắm. Cái này nó xài chắc có Tết nữa là hết. Tết thì chỉ còn một chút nữa để còn một chút nữa thôi chứ em cũng đang mong nó hết để xài qua dưa leo. Em xài dưa leo hơn, dưa leo xài nó mát hơn. Rồi ok chị Canh Phạm nha, xài dưa leo nó mát hơn. Mà coi như hôm đợt mà em hết hàng em dùng thì nó lại không có dưa leo. Đây này em test thử cho mấy chị nha. Một hộp của nó 400 gram, nó nhiều lắm. Có bán một bộ kem dưỡng da mặt không em? Một bộ có nha, hàng Misa. Em còn hình như Misa còn bộ gì nữa. Có gì? Hết gì cũng trắng da rồi cô Mai Hồng ơi. Hết rồi em hết cái viên uống trắng da rồi chị Hồng ơi. Mới hôm qua em kia còn 2 hộp mà cắt lấy hết luôn rồi. Đây nè cái dưỡng body nè. Em bôi cái chỗ này không bôi chỗ này cho mấy chị để ý nha. Chị nào mà chưa mua cái loại này em mua gấp liền cho em, để Tết mình dùng cho da nó đẹp. Chị nào mà ví dụ như lông mình nhiều á, cái này nói tới vậy nha, ví dụ lông tay lông chân mình nhiều á, trước Tết á mấy chị đi wash cho em sạch sẽ đi, là mấy chị bôi cái kem này lên á là người ta không phát hiện ra là mình bôi kem luôn. Nó tiệp vô da mà coi như nó khô luôn, nó không có hề bóng gì hết trơn á, nó không có hề bóng gì hết trơn mấy chị. Đây đó, cái kem nó xài rất là ok luôn nha. Chị nào mà chưa dùng á thì coi như là mua Tết mình để dành mình dùng, mình đi đâu đó là coi như mình nó là kem toàn thân nè. Em đang bôi nè, ví dụ như mấy chị tắm rửa sạch sẽ xong rồi ha, bắt đầu mình chấm lên trên tay nè, mình bôi. Bây giờ em bôi một tay và một tay không bôi cho mấy chị nha. Cái này nó là dạng như lớp phấn thôi chứ không phải là cái gì mà kem trộn rồi gì đâu mấy chị. Mấy chị xài xong mấy chị tắm rửa sạch sẽ đi thì cái da mình nó sẽ bình thường trở lại. Nó dưỡng da thôi, với lại là nó giống như cái lớp makeup vậy đó, giống như lớp phấn vậy đó, nó làm cho mình trắng lên thôi. Còn khi mình tắm rửa sạch sẽ bình thường thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Đây hai cái tay nè,
hai cái tay nè, mấy chị thấy cái tay này nó sẽ trắng và nó sẽ hồng hơn là cái tay bên bên cạnh, nó sẽ hồng hơn cái tay bên cạnh, tại vì hồi nãy trước khi like là em đã bôi một lớp rồi đó, trước khi like em đã bôi một lớp rồi. Một gói salabat dán đúng không, salabat dán em lấy cho chị đi, còn bao nhiêu gói để chốt luôn cho để hết hàng đó. Rồi ok chị nha, phủ mật ngào em dán cái phủ mật ngào em để lên này luôn nha chị đi, chị canh tàn đó. Mật ngào đâu hả? Vậy để chị ghi ở trên này luôn. Cái hũ đó là 400g, giá là cái hũ kem dưỡng dưa leo này nè là 400g, giá là 250.000 nha. Chị nào mà xài hàng ngày á, thì da nó sẽ nâng tông lên từ từ. Còn nếu như mà chị nào mà làm biếng á nha, giống như em nè, coi như hiếm khi nào mà dùng dưỡng đâu lắm. Chị để dành đó khi nào mà mình đi chơi thì mình mới bôi lên thôi. Mình mới bôi lên thôi nha. Nên xài, nên mua đi mấy chị. Nếu như chưa có thì mấy chị nên mua để ở nhà đi. Nó không hề là, không phải là kem trộn nha mấy chị yên tâm. Hôm qua hôm kia chị nào mà tới nhà em rồi ta, chị gì mà tới nhà em á, có mẹ em á, bà 65 tuổi mà bà trắng tinh luôn á. Hôm qua hôm kia chị nào tới đó, rồi ok để em lấy em chốt cho mấy chị luôn. Em chỉ còn 2 thùng thôi, là khoảng 1 thùng là 12 hộp, 2 thùng là 24 hộp á, với 1 hộp lẻ bên ngoài nữa là 25 hộp á. Là còn 25 hộp á. Không, mascara em không có bán. Mascara không có cái loại nào mà nó qua cái thằng Maybelline đâu. Cái thằng Maybelline chứ quên Maybelline. Cái thằng Maybelline á, không có cái loại nào nó qua cái loại đó đâu. Em có dùng nhiều, rất là nhiều loại, từ mascara hàng Mỹ, hàng Hàn Quốc, đồ gì xài nhiều lắm luôn. Nhưng mà có cái mascara đó là nó không lem, không trôi. Nên là mấy chị cứ đi vô siêu thị, nhớ là vô siêu thị cho em, làm cái gì mấy cái hãng đó là phải vô siêu thị cho em. Ở bên ngoài hàng giả nhiều lắm luôn á. Mấy chị cứ đi vô siêu thị mua cho em một cái cây mascara là Maybelline là ok. Mấy chị mấy chị mua cái mấy cái loại khác nó mất tiền mà nó ấy nữa, cứ mua Maybelline xài cho em là ok. Rồi ok chị Hồng Thanh nè. Đi đâu vậy? Thôi nôi ở đâu? Đi chỗ Đầm Sen đó. Nhanh em xong rồi em mấy đều đi ăn thôi nôi với mấy bạn đi. Nó nói chồng nó chở em đi. Có vụ chồng nó chở đi nữa. Tại vì là tụi nó đi tới đi lui là trời, chồng tụi nó chở được em hoài mà. Không có vụ chồng nó được rồi. Ai biết? Mà ai cái này em muốn kêu mấy cái gì đang xem online thôi. Rồi một hũ này có 250.000 à, với lại em chỉ cho mấy chị xài nha. Nhớ là mua cho em cái mình ăn da ua hoặc là mình ăn cơm hộp hay cái gì đó, nó có cái muỗng á, mình cắt cái cán muỗng đi hoặc là lấy cái muỗng da ua để vô. Mỗi lần dùng mấy chị lấy cái muỗng nhúc cho em nha, chứ đừng có dùng tay nha. Tại vì mấy chị biết không, dùng tay á là cái tay mình nó dơ hoặc là nó dính nước á, thì cái hũ kem nó nhiều quá, nhiều khi mình xài nó lâu hết á, thì để làm dính nước rồi vô nó dễ hư nha mấy chị. Nhớ là bỏ cái muỗng vô xài cho em. Tới 400g lần xài lâu hết cực kỳ luôn. Với lại là nó là cái đát của nó tới 2023 lần, nên mấy chị yên tâm nha. Mấy chị yên tâm. Rồi ok chị nhớ gửi kem kèm cao dáng. Chị Nguyễn Thị cho em kem càng cao dáng gì cho. Chị cho em số điện thoại đi. Tới sao ở bên kiếm cái số chị không có. Ủa gì hả? Chị Nguyễn Thị ơi, cho em lại cái số điện thoại nha chị ơi. Cho em lại cái số điện thoại. Chị Diệu Hương nè. Chị Diệu Hương thông cảm nha chị Diệu Hương ơi. Đừng có giận nha chị. Nãy cái chị nào bận quá không nghe điện thoại chị tới chị giận luôn đó. Chị gì ta? Chị Hải hả? Rồi em đang like con bé nó một mình đó mà hai cái điện thoại.
một con nó nghỉ rồi, tại vì một bé đó nó đem nó chuyển qua bên Gò Vấp, qua lộn bên Hóc Môn á, mua nhà bên Hóc Môn xong rồi ở bên đó luôn rồi, nên là xin nghỉ cho đi làm xa quá, bây giờ gần Tết cũng không tìm ra được người nữa, nên là mấy chị thông cảm nhà hàng quá, gần Tết mà coi như chơi gì đâu không. Rồi ok chị Hưng Kim nè, một hộp body luôn nè, chị Đặng Sang một hộp body. Chị Nguyễn Thi chị cho lại kia nè gái ơi, Nguyễn Thị chị cho lại số điện thoại kìa. Rồi ok chị nha. Chị Đặng Sang nè. Cái body này xài ok lắm, mấy chị mua Tết về mấy chị xài, tại vì cái này á mẹ chồng em đã xài coi như mười mấy năm rồi. Còn em làm từ lúc mà cưới chồng là được 10 năm tới bây giờ rồi là toàn xài nó không á. Cứ Tết tôi hả Tết hoặc là đi chơi á là lúc nào cũng quát, cũng quát lông á, tại vì là nói chung là cũng hơi dài. Nên là quát rồi cho nó sạch hết rồi, tại vì nếu như mình không quát á mấy chị biết sao, mình bôi cũng được. Nhưng mà cái lông á nó sẽ có bền mấy cái đường trắng trắng này nè. Nhiều khi nó mình nhìn nó cứ bền á. Còn mà mình đi quát xong rồi là mấy chị massage rất, mấy chị bôi rất là đẹp luôn, nhìn không phát hiện ra. Nhưng mà cái này nó hơi có nhược điểm là những chị nào mà da ngâm nha, em nói lại những chị nào mà da ngâm á, hiện tại ví dụ chị nào mà nước da đang mà ngâm đen á nha, thì mấy chị về mấy chị chịu khó mấy chị dùng từ đây tới Tết là khoảng 20 mấy ngày nữa đúng không? Mấy chị dùng thường xuyên cho em, thứ nhất là để cho cái da nó mượt, cái thứ hai nữa là để cho nó nâng tông da lên một chút xíu nữa đi, thì đến Tết mình xài thì kem nó sẽ tiệp với màu da của mình. Chứ còn mà có nhiều chị mà cái nước da nó bị cháy nắng, nó bị khô á, nhiều khi mình xài nó không có tiệp, thì mấy chị về chịu khó từ đây tới Tết là còn tới 20 mấy ngày nữa, ngày nào cũng bôi cho em, sáng một lần, tối một lần, là sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rồi mình bôi cho em, dưỡng từ đây tới Tết đi, rồi đến Tết là mình bôi vô là kem với da nó tiệp với màu rất là đẹp luôn, mà nó nâng tông lên nữa nha. Ủa gì hả? Rồi ok chị nha. Có chứ, qua Tết có chứ, bán quanh năm suốt tháng mà. Bán quanh năm suốt tháng mà chị. Rồi. Ok mấy chị nha, mấy chị còn hỏi cái gì nữa không nè? Còn hỏi cái gì? À đúng rồi, hồi nãy đang nói cái vụ mà cái giấy thơm nè. Cái giấy thơm này là giá là 350.000đ. Một hộp của nó là 250 tờ nha mấy chị. Một hộp là 250 tờ nè. Đó là cái loại này á, là cái loại này là giá 350 ha, giá là 350. Thơm lắm luôn mấy chị, xài rất là tiết kiệm luôn nha. Tại vì 250 tờ mà một tủ quần áo như vậy mấy chị để khoảng 4 đến 5 tờ thôi là nó thơm phức cái tủ quần áo rồi. Nếu như tủ bự á nha, tủ mà cái dạng mà hai cánh mà tủ bự á, mà tủ cao á thì để khoảng 4 5 tờ. Còn nếu như tủ mà nhỏ nhỏ mấy chị để khoảng 1 đến 2 tờ thôi, hoặc là vali mấy chị đi du lịch rồi đó là mình bỏ vô chừng 2 tờ là thơm phức luôn. Hoặc là nhà chị nào mà mình hay dùng máy sấy quần áo, mình giặt xong rồi mình bỏ qua cái máy sấy thì mấy chị không có cần bỏ dầu xả, mấy chị bỏ kèm một cái tờ này vô để sấy chung với quần áo, tùy theo cái lượng quần áo, ví dụ như cái hộp giặt mà 15 kg á, cái 15 kg quần áo thì mấy chị bỏ chừng 2 tờ, mà nếu như khoảng 7 kg mấy chị bỏ 1 tờ thôi, quần áo nó thơm cực kỳ luôn đó. Có nhiều người mà hỏi là vì sao mấy người mà ở Việt Kiều về mà coi như quần áo được cứ thơm tho đó, là này mấy chị bên đó người ta có cái thói quen xài cái giấy thơm này rất là nhiều ha. Người ta hay có cái thói quen xài cái giấy thơm này lắm. Giá là 350.000 nè. Đúng không chị Trinh Damber, bên đó có xài cái giấy thơm này không nè? Đó, cái giấy thơm nè. Nó có hai loại. Nó có hai loại nha. Nó có hai loại. Cái loại này thì của hãng kem đánh răng BS á, hãng kem đánh răng á. Cái này thì hãng kia là hãng Kitland, còn hãng này là hãng của Unilever mấy chị, của Unilever. Thì cái hộp này thì là 160 tờ. 160 tờ. Còn 3 miếng. Em chưa biết em có buồn cho ai chưa. Cái hộp này là 160 tờ, giá là 290.000 nha. Cái hộp này nè là 160 tờ, giá là 290.000. Còn cái hộp kia là 250 tờ, giá là 350.000 nha mấy chị.
À bên nó xài nước thơm luôn hả? Đó là cái giấy thơm nha mấy chị, giấy thơm. Một hộp là 160 tờ với lại là hộp là 250 tờ nha. Vậy em nhắn cho chị Văn Nguy đi, em nói là chú xe ôm gọi không có được. Như chú mấy bữa nay sao á, coi như là hôm qua gọi cũng gọi cả ngày luôn, tới chiều tối mới gọi được, mới đi đưa hàng được á. Báo cho chị Văn Nguy là gọi không được ấy. Rồi, còn món gì nữa không ta? Hết rồi đó. Xe rẻ em luôn chị. Thôi mày có cho cũng ai mua. À có cái này. Cái viên này là cái viên mà giống như là cái men tiêu hóa vậy đó. Men tiêu hóa nha, một hộp của nó là 80 viên. Đây. Cái này nè, là giống như là cái men tiêu hóa vậy đó. Rồi ok chị Hưng Kim nha, ngày mai em chốt thêm cho chị rồi okay, chị chuyển khoản nha. Okay, cái này là giống như là men tiêu hóa nha mấy chị. Một ngày là mình sử dụng là... Cái này là dành cho người từ 12 tuổi trở lên nè. Từ 12 tuổi trở lên, một ngày sử dụng một viên. Một ngày sử dụng một viên nha. Nếu như mà sử dụng bình thường á, nếu như cái người mà bình thường để phòng ngừa thì một ngày sử dụng một viên nè. Còn nếu như ai mà đang bị rối loạn tiêu hóa thì một ngày sử dụng hai viên, sáng một viên và tối một viên nè. Nó có ghi ở trên này nè, nó có ghi ở trên này nè. Nếu như mà mình uống mình cái kiểu là men tiêu hóa, mình uống điều trị bình thường á, mình uống để phòng ngừa thì là một ngày một viên. Còn nếu như mà ai mà hay bị rối loạn tiêu hóa đó thì một ngày sử dụng hai viên, sáng một viên tối một viên. Cái này một hộp của nó là 80 viên nha. Giá là 750 ngàn, bây giờ sale cho mấy chị còn 650 ngàn luôn, là giá đã lỗ luôn rồi đó. Là một hộp em cộng đúng 100 ngàn thì bây giờ bán cho mấy chị 650 ngàn luôn. Em chỉ có 3 hộp thôi. Chỉ có 3 hộp thôi nha. Cái này nè là men tiêu hóa nha. Rồi. Cái nước súc miệng, cái nước súc miệng hôm bữa ham hố sale, mua một lần tới chục chai luôn. Trời ơi, ở nhà để dành coi như 3 chai là coi như 3 chai xong rồi chia cho ở ngoài mẹ đồ chai nữa, là coi như ở đây là còn có 2 chai à. Bán 2 chai rồi còn 2 chai nữa lại chia nhau dùng rồi, để dành một ít nữa. Cái này là hôm đó hàng sale, cái chai này là nó là tới cái này mở ra luôn đi. Được cái này luôn đi. Rồi cái này là 1 lít nha mấy chị, cái chai này 1 lít nè. 1 lít nha. Giá của nó là 390 ngàn. Thì bây giờ giá 390 là giá sale rồi đó mấy chị. Bây giờ giảm xuống còn 350 ngàn luôn. Cái chai này nặng lắm nha, có 1 ký mấy lần. 1 ký mấy lần. Sale cho mấy chị giá còn 350 ngàn cái chai này luôn ha. Thì mấy chị về mấy chị sang ra những cái chai nhỏ, ví dụ nhà mình mà nhiều cái nhà vệ sinh á, nhiều cái chỗ mà đánh răng súc miệng á, thì mấy chị chia ra, có cái chai nhỏ nhỏ mình chia ra. Tại vì một cái chai bình thường của mình là đã 200-250 ml, mà giá của nó tới 70 mấy 6 mấy 7 mấy ngàn lần, thì cái này là nó lợi hơn nhiều nha, tới 1 lít lần ha. Đó nên chị nào lấy cái loại này thì cho em làm nước súc miệng ha. Còn có 2 chai nha mấy chị, còn 2 chai nha. À còn sâm, sâm là em về 5 thùng thì bây giờ hiện tại còn có 2 thùng à. Hiện tại còn đúng 2 thùng luôn nha. Giá mà em bán lẻ là 40 ngàn một gói lẻ như thế này nè. Có bán lẻ thì chị nào mua gói lẻ thì 40 ngàn một gói nha. Còn nếu như chị nào mà mua nguyên hộp, một hộp nó như thế này là 10 gói thì giá là 370 ngàn ha. 370 ngàn nha. Bây giờ là em còn 2 thùng. Em còn đúng 2 thùng luôn, một thùng là 30 gói đó. Chị nào muốn mà mua biếu hay là mua tặng quà Tết đó, thì báo em. Cái này là coi như là cái mà giống như là em không thể thiếu luôn nè. Cái này nè. Tại vì cái cường độ làm việc của em rất là nhiều, làm việc rất là nhiều. Từ đi mua hàng cho tới đi coi hàng, đi đặt hàng, rồi đi mấy xưởng sale coi thử hàng như thế nào, đến độ mà chở hàng về, chở mà hàng mà coi như cao lúc đầu em mà em chở luôn đó. Em chở hàng luôn rồi
ví dụ như đi lấy hàng cho mấy chị rồi chạy ra bến xe miền Đông rồi tùm lum tà la, nói chung đi rất là nhiều luôn đó, mà tối còn like cho mấy chị mấy tiếng đồng hồ nữa, rồi nhiều khi nhân viên nó nghỉ phụ chốt hàng rồi này nọ nữa, nhiều lắm. Nên là cái cường độ làm việc rất là nhiều, bắt buộc phải dùng tới cái này, không dùng tới cái này là coi như là giống như là người nó thiếu sức sống, nó mệt lắm. Xăm nó rất là hay nhưng mà nó là không dùng được cho người bị tiểu lộn bị cao huyết áp nha mấy chị. Một hộp 10 gói như thế này là giá 370. Hàng này là hàng của Hàn Quốc nhưng mà em nhập từ Mỹ nha. Bởi vì là ở Hàn Quốc á, thì cái giá thành nó lại cao, do là mình mua cái kiểu là giống như mua lẻ. Còn Mỹ á, là siêu thị Costco. Siêu thị Costco. Ông xã ổng có việc của ổng, làm sao mà ổng chở được, ổng có việc của ổng, ổng làm còn nặng còn cực hơn mình nữa. Đó, thành thử là ông xã có việc của ông xã. Cái này là em mua tại siêu thị Costco nha. Hello bé Diễm đi chứ. Em mua tại siêu thị Costco. Thì chị nào ở Mỹ là biết siêu thị Costco mà là siêu thị sỉ mà wholesale á. Wholesale chứ, đó là siêu thị bên Mỹ là siêu thị Costco thì nó nhập với cái số lượng rất là lớn. Những cái này là em nhập từ siêu thị Costco bên Mỹ nè. Đó thì cái giá của nó là giá sỉ về nó rẻ. Nó rẻ hơn nhập từ Hàn Quốc về nha. Đó, mà hàng từ Mỹ về thì ok rồi, quá tốt luôn rồi, miễn bàn ha. Rồi. Hả? Em đói bụng muốn chết luôn mà quên có bịch chè. Ê, kia nè, cái gì đó kìa. Cái gì đó, ông thằng Tài kìa. Rồi. Hộp kẹo sô-cô-la nè mấy chị. Hộp kẹo sô-cô-la nè. Quên tiêu. Hả? Mém mà quên chạy sở của mình luôn. Hộp kẹo sô-cô-la nha mấy chị. Giá là 650.000 nha. Giá là 650.000. Mà bây giờ sale cho mấy chị giá còn 600.000 luôn ha. 600.000 luôn. Hiện tại hộp này em còn 2 hộp nha. Hàng này hàng của Mỹ luôn nha mấy chị. Hàng của Mỹ luôn ha. Sô-cô-la em sale còn 600 nha. Không miễn ship cho mấy chị nha. Không miễn ship cho mấy chị. Cái hộp này nó cũng nặng á. Nó cũng nặng á. Đợt trước là miễn ship cho mấy chị nhưng mà đợt này là không miễn ship nha. Giá 600. Cái sô-cô-la này Tết làm quà là ok luôn á mấy chị. Thôi em chào mấy chị, em tiễn dông em đây. Rồi. Rồi thôi em cũng kết thúc live ở đây đây. Kết thúc live ở đây để coi như chở mấy bé nó đi chơi nữa. Cái này là coi như ai cao dán mà nãy giờ là nọ mấy chị là đủ trả thôi, sao không có để bán đâu. Rồi cái này là có nhiều chất đó nè, em dồn lại đâu đi, xong chị trở về đi. Đây sữa này nè. Cái hộp kẹo cho trẻ em còn hộp nữa nè nha mấy chị, còn hộp nữa nè. Rồi em kết thúc live luôn nha, bye bye mấy chị nha. Ngày mai là coi như là bé nó, chị nào mà hôm nay chốt hàng thì ngày mai bé nó chốt cho rồi nó báo đơn cho mấy chị nha. Nó báo đơn cho mấy chị. Rồi tạm biệt mấy chị nha. Chị nào mà ví dụ như alo á, mà bé nó nghe máy không kịp thì thông cảm giùm nha mấy chị. Tại vì bây giờ một bé nó nghỉ rồi, bây giờ còn có một mình nó à. Mà vừa chốt hàng rồi khách tới shop rồi coi như tùm lum tà la hết. Nên là nhiều khi mà coi như không nghe máy kịp á, thì mấy chị thông cảm nha, đừng giận nha mấy chị. Chứ không phải là coi như chảnh hay cái gì mà không nghe máy mấy chị đâu nha. Rồi em tạm biệt mấy chị nha. Chúc mấy chị cuối tuần vui vẻ ha.